Thị trường tiếp tục tăng điểm, mức tăng 11 điểm của thị trường ngày hôm nay cho thấy cái mức độ hưng phấn của anh chị nhà đầu tư đang rất cao ở thời điểm hiện tại. Chỉ mới khoảng 6 phiên trước thôi, khi thị trường của chúng ta ở cái mức mà thị trường đạp thủng 1.150 về mức 1.000 thấp nhất là 1.137, thì sau chỉ 6 phiên thị trường của chúng ta đã đóng cửa, có cái mức đóng cửa của ngày hôm nay là bao nhiêu ạ? 1.236, tức là mức tăng tương đương khoảng gần 100 điểm. Hay còn nói, nếu mà chúng ta so với cái mức giá cao nhất trong ngày hôm nay ở cái mức giá mở cửa, thì anh chị có thể thấy là thị trường của chúng ta tăng điểm rất nhanh trong ngắn hạn. Thế thì anh chị hình dung là thị trường của chúng ta nó đang có một cái sự hưng phấn rất lớn ở thời điểm hiện tại, sau một cái chuỗi mà đạp xuống trong cái sự vô vọng của anh chị nhà đầu tư, sau nó tiếp tục bứt phát lên nghi ngờ và bây giờ đang có sự hình thành rõ nét ở cái quá trình tăng giá của thị trường. Khối ngoại thì anh chị thấy là hôm nay là một phiên rất đặc biệt của thị trường. Khi mà mở cửa ra gần như rất mạnh của Blue Chip cũng như là các mã cổ phiếu VN30 gần như là tăng tím. Tức là ở cái phiên ATO thì có lượng tiền vào rất lớn và đẩy cho thị trường của chúng ta kéo lên, hay còn nói là đó là một cái yếu tố rất là hưng phấn. Và phiên hôm nay là một phiên cực kỳ đặc biệt. Đặc biệt vì ở cái trạng thái nó ở cái nhịp mà nhà đầu tư tổ chức người ta giải ngân ở cái dạng là quỹ. Cái thứ hai nữa là anh chị cũng có thể thấy là cái mức độ hưng phấn của anh chị nhà đầu tư đang rất cao. Thứ ba nữa là nó có yếu tố không cho nhà đầu tư bán ra, hoặc là nhà đầu tư đã có cầm cash, chúng ta sửa sai ở giá thấp mà chúng ta buộc phải mua lại ở giá cao. Thì cái phiên hôm nay đóng cửa như thế nào, vận động ra làm sao? Thì anh chị nhìn thấy là ở đây khối ngoại của chúng ta là hôm nay giải ngân rất nhiều, là quỹ Fubon người ta bắt đầu giải ngân vào phiên sáng này, kéo một số cái mã blue chip của chúng ta tăng lên rất mạnh và có mức mua ròng đâu đó khoảng 37 tỷ, đó là lên 1.200 bắt đầu khối ngoại mua ròng. Tự Doanh hôm nay cũng mua ròng đâu đó khoảng 10 mấy tỷ, cho thấy là người ta cũng bắt đầu là có một số cái động thái chốt lại. Và bây giờ anh chị sẽ thấy tràn ngập các diễn đàn, tràn ngập những cái yếu tố nhận định, thì thị trường bắt đầu ở trong trạng thái đẹp tuyệt vời, rất nhiều cổ phiếu xuất hiện điểm mua và lúc nào cũng tràn ngập như vậy. Thế thì anh chị có bao giờ đặt một câu hỏi là tại sao ở những cái vùng phía dưới chúng ta không mua mà lên trên này là tràn ngập những cái điểm mua như vậy? Thế thì khi mà thị trường chúng ta tràn ngập những cái điểm mua như thế thì liệu nó có an toàn hay không, cái mức sinh lãi nó như thế nào, và những cái gì anh chị cần phải lưu ý trong thời gian tới? Hay cái trạng thái mà đa phần khi thị trường của chúng ta tăng điểm nhưng bản chất tài khoản của anh chị không tăng, anh chị tham gia vào những cổ phiếu tích lũy ở trong thời điểm hiện tại thì nó có mang yếu tố lợi nhuận cao hay không? Khi mà anh chị tham gia vào thị trường tăng, tài khoản đỏ, hay còn nói là cái cách mà chúng ta chọn vào những cổ phiếu yếu, hay còn nói là khi thị trường của chúng ta tăng giá nhưng anh chị không dám tham gia vào những cổ phiếu mạnh, anh chị tham gia vào những cổ phiếu chưa tăng, thì khi những cổ phiếu đó nó chưa tăng thì thực ra nó cũng không tăng trong giai đoạn vừa rồi, và ngược lại là những cổ phiếu nó đã tăng thì nó tiếp tục cái đà tăng đi tiếp. Thế thì cái sai của chúng ta ở đâu, hay còn nói là cái cách chúng ta đi tiền như thế nào, hay là một số cái trạng thái thời điểm tới anh chị cần phải lưu ý là gì, và thị trường của chúng ta có những cái gì mà chúng ta cần phải lưu ý sắp tới, cũng như là cái cách mà chúng ta giao nhận, chúng ta đi tiền, hay là những cổ phiếu mà anh chị đang cầm nắm nó không tăng thì liệu thời gian sắp tới nó có đem lại một cơ hội nào cho anh chị sinh ra lại khi thị trường của ta vượt 1.200 điểm hay không? Thì ok, chào mừng tất cả các anh chị nhà đầu tư chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube của Nam ha. Ngầm Nam Invest thì tối nay Nam quay lại làm cái video cho chúng ta hình dung về thị trường một chút, cũng như là chúng ta nhìn nhận vào cái cách mà thị trường của chúng ta vận động ngày hôm nay ha. Thì hôm nay là một phiên khá bất ngờ khi mà đầu phiên thị trường của chúng ta mở cửa tạo gap rất là mạnh mẽ, tức là đến từ cái việc là rất nhiều blue chip tím kéo vào nền đất của chúng ta lên rất mạnh và gần như không cho độ gap người ta sửa sai. Anh chị hình dung như thế, tức là khi mà ở cái những phiên trước người ta không dám mua thì bắt đầu là bây giờ đã thấy có một cái lượng nhà đầu tư sau khi mà cái phiên tạo gap này của thị trường nè. Anh chị hình dung là cái mức độ tạo gap vào phiên sáng, tức là bay từ 1.224 bay thẳng lên gần 20 điểm, khoảng 20 điểm bay lên đây luôn. Tức là rất nhiều cổ phiếu kéo mạnh mà không cho độ cash chúng ta sửa sai. Thì anh chị hình dung như thế, thì khi mà thị trường của chúng ta kéo lên như thế thì là rất nhiều anh chị nhà đầu tư chúng ta đang hoảng loạn, bởi vì là giai đoạn vừa rồi chúng ta không tham gia được vào thị trường, và chúng ta càng không tham gia thị trường càng tăng, thì hôm nay chúng ta đã bắt đầu là quay trở lại đu bán vào những cái điểm cao như thế này. Anh chị hình dung như thế bởi vì hôm nay có rất nhiều anh chị nhà đầu tư chúng ta tham gia vào, và đa số là cái danh mục của chúng ta tham gia chủ yếu đến từ những cổ phiếu nó chưa tăng. Còn những cổ phiếu nó đã tăng rồi, anh chị sợ nó điều chỉnh, anh chị không dám mua. Nhưng khi mà anh chị tham gia vào những cổ phiếu tích lũy mà dòng tiền nó không vào thì chúng ta không biết là nó sẽ tích lũy tới đâu. Hay còn nói là danh mục anh chị nào chúng ta đầu tư ở trong trạng thái là chưa hiệu quả thì anh chị cần phải xem là cái cách giao dịch của mình ở tại những thời điểm vùng đỉnh. Bởi vì khi mà thị trường của chúng ta bứt phá tạo ra những cái mức giá mới nè, vùng đỉnh mới nè, cái mốc mới nè, thực ra là thị trường của chúng ta khi nó tạo ra những mốc đó thì chúng ta cần phải hiểu tâm lý hành vi cũng như là cái cách mà tổ chức người ta giao dịch và người ta vận động, là chúng ta cố gắng ăn trên cái sự chênh lệch đó của thị trường, chứ không phải là chúng ta thấy thị trường của chúng ta kéo những mã blue chip, kéo những mã trụ và chúng ta lao vào những cái mã chưa tăng và tích lũy, thì đa phần thời điểm vừa rồi gần như nó không sinh ra được lãi cho anh chị nhà đầu tư là như thế. Nên anh chị lưu ý là gần như trong giai đoạn vừa rồi
bản chất thị trường tăng giá, phần cash đứng ra ngoài thị trường bản chất là không có lãi. Nhưng mà hầu hết những anh chị nhà đầu tư chúng ta mãi say vào những cái câu chuyện và những mảng cổ phiếu blue chip, những dòng banh ở trong trạng thái đã tăng rất nhiều, hay còn nói là chúng ta không có những cổ phiếu trụ nào trong thời gian vừa qua, thì gần như là cái mức sinh lãi của chúng ta thực sự không cao, và đa phần là chúng ta không nhìn nhận được các vấn đề và yếu tố cung cầu của thị trường. Nên là hôm nay Nam làm cái video để review cho anh chị hiểu rõ về tâm lý của chúng ta một chút. Thì gần như hôm nay sau mà cái phiên tạo gáp ở đây nè anh chị dùng gì đó thì đầu tiên là nó có một cái nhịp tạo gáp ở đây, đúng không? Thì đa phần là cái tâm lý hưng phấn của anh chị nhà đầu tư, thực ra là những anh chị nào mà chúng ta có hàng ấy thì là nó thoải mái rồi, không phải nói chúng ta có lãi nhiều mà. Nhưng mà những anh chị nào chúng ta chưa có hàng thì anh chị phải hiểu cái tâm lý của họ như thế này. Tức là bây giờ người ta đã ở trong trạng thái quá lo lắng, bởi vì là thị trường càng nghi ngờ, anh chị càng mong nó chỉnh, nó lại càng tăng. Thì hôm nay Nam khẳng định với anh chị nhà đầu tư đã có một cái lượng tiền rất lớn từ nhà đầu tư cá nhân bắt đầu quay trở lại sau 3 phiên đứng nhịp. Chứ là sau 3 phiên mà thị trường chúng ta tăng quá mạnh rồi, bây giờ hôm nay họ đã tham gia lại, và cái mức giá họ tham gia thì gần như là thực sự không tốt. Cái thứ hai là cái danh mục họ tham gia gần như sẽ đến vào những cổ phiếu chưa tăng và ở trong trạng thái tích lũy. Đó là một trong những cái yếu tố rủi ro bậc nhất của thị trường ở thời điểm hiện tại. Bởi vì anh chị tưởng tượng là khi thị trường của chúng ta tăng giá, mà tại sao những cổ phiếu tích lũy nó không tăng mà anh chị lại đua vào? Tức là dòng tiền của những cổ phiếu đó gần như nó chưa sẵn sàng cho một nhịp tăng giá. Anh chị hình dung như thế, thì khi mà nó chưa sẵn sàng như vậy mà anh chị tham gia vào thì gần như anh chị làm cố làm nặng lên cái tàu của nó thôi. Bởi vì nó đã chưa sẵn sàng mà anh chị còn leo lên thì thực ra là dòng tiền không hướng tới, thì cái mức sinh lãi nó không có, là anh chị lưu ý như thế ha. Thì hôm nay cũng là một cái phiên mà khi mà dòng tiền ngoài nó lao vào thì rõ ràng là ở đây nó cũng có những cái nhịp điều chỉnh nhất định. Bởi vì sao? Mà khi mà mở gap nó thể hiện sự hưng phấn, thì ở những cái nhịp điều chỉnh này của thị trường bản chất nó còn một cái yếu tố góc nhìn khác. Tức là có một cái bộ phận anh chị nhà đầu tư chúng ta đã cất được một cái lượng hàng rất lớn trong quá trình mà thị trường của chúng ta trải qua những cái phiên vừa rồi, thì hôm nay là một cái phiên mà khi thị trường xuất hiện cái yếu tố tạo gáp mạnh, sau đó điều chỉnh qua các nhịp và lập tức có những cái nhịp mà ép những nhà đầu tư chúng ta bán làm gì ạ? Chúng ta bán hàng chốt lại ra. Thì gần như là khi mà anh chị thấy mà cái thị trường của ta vượt đỉnh thì chúng ta luôn luôn ở trong trạng là cứ cầm hàng thôi, cứ cầm hàng thôi. Thì những cái nhịp này nè, thị trường điều chỉnh xuống là nó là cái yếu tố rất là tuyệt vời để nó ép những nhà đầu tư mà chúng ta sợ mất lại, chúng ta ao hàng ra ngoài, thì thị trường lại có những cái nhịp tăng điểm lại rất là tốt. Thì anh chị lưu ý là đây là một cái phiên năm đánh giá tương đối đặc biệt. Thế thì dư địa sau cái phiên này như thế nào, và một số cái yếu tố cổ phiếu mà anh chị lưu ý ở thời điểm hiện tại là gì, liệu bây giờ có nên mua nữa hay không? Thời điểm thị trường của chúng ta dưới 1.200 không ai nói điểm mua cả, không ai nói về sự cầm giữ hàng, mà chúng ta nói nhiều về việc là quản trị rủi ro. Thì khi mà thị trường của chúng ta vượt đỉnh tạo ra một cái mức sinh lời rất tốt cho những nhà đầu tư đã có lãi trong thời gian vừa rồi, thì bắt đầu là trên thị trường bắt đầu tràn ngập những cái điểm mua cổ phiếu, tràn ngập những cái yếu tố về mặt là cổ phiếu nào cũng đẹp cả. Thì cái đó là đương nhiên, bởi vì bây giờ chúng ta phải nói là gì ạ? Mọi thứ nó đã rõ ràng rồi. Mà khi rõ ràng như thế thì liệu trong T+1, T+2, T+3 nó có sinh lãi hay không? Cái sai của anh chị trong thời gian và cái một số cái sai lầm của anh chị trong thời gian này nó gần như thế này nè. Là khi anh chị nắm giữ một số mã cổ phiếu mà nó tích lũy nó không tăng, thì là anh chị bắt đầu nghĩ tới việc là chúng ta bán ra vào những cổ phiếu mạnh. Thì khi chúng ta bán ra vào những cổ phiếu đang tích lũy, thì lúc đó anh chị lao vào những cổ phiếu mạnh thì những cổ phiếu đó nó chạy đủ cái mức của nó và nó sẽ tích lũy lại. Nên anh chị lưu ý là ở trong cái lúc này của thị trường, đa phần cái tâm lý của chúng ta khi mà những anh chị không sinh ra lãi được trong những cái phiên vừa rồi, gần như chúng ta đang rất muốn bán cái cổ phiếu của mình đang nắm giữ, bán ra để lao vào những cổ phiếu mạnh. Nhưng thực ra khi anh chị lao vào một cái mức giá cao của những cổ phiếu như thế thì bản chất nó có sinh ra lãi không? Những cổ phiếu mà anh chị đang muốn lao vô thì nó có đến từng vùng kháng cự hay là mức một cái mức lợi nhuận đủ lớn để cổ phiếu có thể tích lũy dừng chân và tạo ra một bước đi mới hay chưa? Nên anh chị phải lưu ý là cái cách giao dịch ở thời điểm hiện tại tốt nhất là anh chị cần phải nhìn vào cái vận động cung cầu của cổ phiếu. Cái cách mà chúng ta nhìn nhận vào một số dòng có thể kéo trong thời gian tới, và chúng ta cần phải có yếu tố là đặc biệt là cái hành vi tài chính của nhà đầu tư tổ chức, thì anh chị mới có thể tìm kiếm được lợi nhuận tốt ở thời điểm hiện tại. Ngược lại ở thời điểm này thì Nam cũng xin thưa với anh chị nhà đầu tư, cách đây 6 phiên anh chị nhớ lại cái cách mà thị trường chúng ta đạp rũ vào đây anh chị hoảng sợ như thế nào. Mà bây giờ lên trên đây chỉ với 6-7 phiên giao dịch thôi, thị trường của chúng ta vừa tát cho chúng ta một cú tát lớn, bây giờ nó chỉ mới tăng mấy phiên, nó cho chúng ta một miếng bánh mà chúng ta đã quên mất cú tát này. Là anh chị đôi lúc chúng ta phải dừng lại, chúng ta nghĩ lại cái mức độ hưng phấn của chúng ta. Lúc mà nó đạp thì chúng ta tháo, lúc mà nó kéo lên chúng ta hưng phấn chúng ta mua, có phải chúng ta đang ở trong một trạng thái hệ thống đầu tư nó không phù hợp không? Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là liệu mua ở những thời điểm này thì cái dư địa nó lên được bao nhiêu, cái mức sinh lãi nó có nhiều hay không? Tại sao những cái phiên dưới này, phiên bridge 1.200 không mua, lên trên này lại bắt đầu lao vào? Anh chị hình dung như thế, có những cái điểm mua chúng ta cần sự xác nhận, nhưng có điểm mua nó chạy quá xa, anh chị buộc phải bỏ. Thì ở thời điểm hiện tại liệu có một cái điểm mua nào nó an toàn không? Xin thưa với anh chị là không.
Bởi vì sao? Bởi vì thị trường của chúng ta đã tăng quá nhanh và quá sốc trong khoảng thời gian là chỉ mới gì ạ? Chỉ mới có khoảng 6 phiên mà đã tăng tương đương khoảng gần 100 điểm. Chúng ta có thể nói đâu đó khoảng 7, 8, 9% so với VN, còn rất nhiều cổ phiếu nó tăng rất mạnh. Thì anh chị lưu ý là ở những cái thời điểm như bây giờ, cái mức mà chúng ta mua vào một cổ phiếu ở thời điểm hiện tại là nó quá rủi ro. Cái rủi ro không phải đến từ mặt bằng giá, mà nó đến vào mặt là thị trường của chúng ta áp lực điều chỉnh, hoặc là chỉ ít là nó tạo ra một cái biên độ đủ lớn để thị trường xuất hiện những cái nhịp điều chỉnh đủ lớn. Anh chị lưu ý như thế. Thì bây giờ thị trường của chúng ta, Nam đánh giá là các yếu tố về mặt vượt đỉnh nó rất khó nói, nhưng mà phiên hôm nay phải nói là có một lượng tiền rất lớn của anh chị nhà đầu tư sau một thời gian cash đứng ra ngoài, thì anh chị bắt đầu quay lại trở lại mua vào thị trường rất nhiều, và đó chính là yếu tố rủi ro đầu tiên của thị trường. Cái yếu tố rủi ro thứ hai chính là cái tâm lý của anh chị thay đổi sau những cái phiên người ta đạt xuống, thì lúc người ta kéo lên, anh chị ở trong trạng thái hưng phấn và bắt đầu lao vào như những con thiêu thân, thì lúc này Nam đánh giá là cái lúc này là thị trường của chúng ta bắt đầu xuất hiện những cái yếu tố về mặt là khả năng xảy ra rủi ro điều chỉnh cao. Điều chỉnh không có nghĩa là đảo chiều xu thế, nhưng mà nó sẽ đưa anh chị vào trạng thái là ở trong trạng thái bị tâm lý rất lớn. Tức là bây giờ anh chị lao vào T+1, T+2 thì Nam đánh giá là cái về mặt thị trường thì ngày mai nó vẫn tốt, nhưng liệu là những phiên tiếp theo sau đó nó có tốt hay không thì chúng ta không biết được. Cái đó là cái mà chúng ta rước cái rủi ro vào trong người, và chúng ta không có một cái điểm nào đó nó an toàn ở thời điểm hiện tại. Ngược lại, và đa phần những anh chị tham gia vào những cổ phiếu ở thời điểm hiện tại gần như không dám tham gia vào những cổ phiếu tăng giá, mà chúng ta chỉ cố gắng tham gia vào những cổ phiếu tích lũy, bởi vì chúng ta sẽ canh cung cầu tích lũy của nó. Nhưng anh chị không hiểu rằng những cái yếu tố tích lũy ở thời điểm hiện tại và yếu tố lượng cung của thời điểm hiện tại mà khi thị trường chúng ta bứt phá mà nó không kéo, chứng tỏ cổ phiếu đó đang có yếu tố về mặt chưa sẵn sàng đánh lên. Mà khi cổ phiếu chưa sẵn sàng đánh lên, nó đến từ việc là tổ chức người ta chưa có yếu tố về mặt là kích thích đủ lớn để cổ phiếu đánh, mặc dù lượng cung nó không có. Mà lượng cung của nó không có chỉ là đến từ một việc duy nhất là những nhà đầu tư ôm hàng, người ta không chịu bán ra khi thị trường vượt đỉnh. Mà khi thị trường vượt đỉnh người ta không bán, dẫn đến là cái lượng cung giao dịch nó ít, nhà cái cũng không thể đạp trong lúc thị trường tăng giá, nhưng mà nhà đầu tư ôm hàng cũng không chịu bán ra khi thị trường tăng giá, làm cho cái lượng cung nó cứ ở trong trạng thái là tổ chức thì muốn gom, nhỏ lẻ thì không muốn bán, và liên tục xuất hiện những cái mẫu hình hay còn nói là các yếu tố mà tích lũy của cổ phiếu cạn cung nhưng cổ phiếu cũng tăng. Nên anh chị lưu ý là ở thời điểm hiện tại Nam đang thiên vào một các kịch bản là thị trường sẽ kéo lên bằng những cổ phiếu trụ, sau đó xoay dòng tiền qua những dòng mid cap và kéo những dòng mid cap lên, chứ không là ở trong trạng thái tiêu cực là thị trường của chúng ta sẽ xuất hiện một điều chỉnh lớn. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là cái yếu tố về mặt rủi ro của thị trường nó đang dần hình thành, và chúng ta cần phải phân tích qua từng ngày cũng như là cái cách mà chúng ta nhìn nhận vào một số cái cổ phiếu và chúng ta hướng dòng tiền sao cho nó phù hợp. Có thể trong giai đoạn này chúng ta xoay về banh chứng khoán, một sau đó chúng ta sẽ xoay về một số cái dạng của dòng tiền thông minh khác để chúng ta đi vào cái nhịp của thị trường cho nó tốt. Còn ở thời điểm hiện tại có một cái anh chị cần phải lưu ý rõ nét nhất, đó là việc là khi chúng ta không tập trung vào đúng ngành nghề, đúng dòng, mà chúng ta không có yếu tố về mặt sáng suốt khi chúng ta xử sai ở một số cổ phiếu mà nó không đánh, hoặc là dòng tiền không vào, mà chúng ta không vào những cổ phiếu mạnh á, thì gần như giai đoạn này chúng ta bị chôn vốn và chúng ta sẽ bị trong trạng thái ức chế. Và hôm nay khi chúng ta quay lại thì chúng ta cũng sẽ quay lại những cổ phiếu đó là chính là những cổ phiếu chưa sẵn sàng đánh lên, và như thế thị trường kéo lên nhưng những cổ phiếu của chúng ta đều không tăng. Bản chất thị trường hôm nay tăng 11 điểm, tăng rất mạnh nhưng không có quá nhiều cái phần sinh lãi được sinh ra. Thì anh chị lưu ý là ở thời điểm hiện tại thì đang đánh giá là cái yếu tố về mặt là xuất hiện những cái yếu tố về mặt điểm mua của rất nhiều cổ phiếu đẹp ở trên thị trường, ai cũng so ra ngành nghề, ai cũng so ra dòng, thì bây giờ thị trường của chúng ta ở trong trạng thái cực kỳ rủi ro, không đủ T cộng và các yếu tố đu đỉnh là rất cao. Nên anh chị lưu ý là hạn chế tham gia mới 29 là tốt nhất, là từ giờ trở đi anh chị đừng tham gia cổ phiếu nào cả, không tham gia. Có những lúc chúng ta mua, có những lúc chúng ta mua phiên bùng nổ, mua phiên xác nhận, nhưng có những lúc cổ phiếu tăng điểm rồi bỏ, nhất thiết là phải bỏ, cầm tiền đi. Nam sẽ chỉ anh chị một cái số cái cơ hội tham gia vào cho giai đoạn phía sau. Không nhất thiết anh chị phải tham gia vào thời điểm hiện tại, anh chị đã lỡ rồi đừng cố gắng sai càng thêm sai. Chúng ta vừa bán ra phía dưới, không nên mua mạnh ở trong giai đoạn phía trên, cực kỳ sai lầm. Ở thời điểm hiện tại nếu mà thị trường của chúng ta tạo một cái biên độ lớn, bởi vì thị trường đã tăng 100 điểm rồi, anh chị phải tỉnh táo ra một chút, nhìn nhận một số cái cổ phiếu, đừng nghĩ cổ phiếu nào nó cũng tăng hoài cả. Nó tăng được 1, 2, bởi vì thị trường chúng ta thông thường mà nó đi lên bền là nó tăng tích lũy tăng tiếp, còn bây giờ nó là tăng rất sốc rồi thì cái nhịp điều chỉnh của nó bởi áp lực chốt lại nó cũng sẽ rất lớn. Hôm nay là một phiên rất đặc biệt khi thị trường chúng ta kéo mạnh, đến từ việc là quỹ nó giải ngân là cái đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta có một cái phiên chào mừng tân thủ tướng mới, tân chủ tịch nước, là chào mừng chính phủ mới, thì đây cũng là một cái phiên đánh lên chào mừng rất tốt đối với nền kinh tế của chúng ta, đó là hợp lý. Nhưng mà sau phiên này thì nó có tiếp diễn 10 phiên tiếp theo hay không? Đó là cái câu hỏi chúng ta cần có một lời giải đáp. Đúng không ạ? Nó có tăng tiếp những phiên tiếp theo không? Có thể là hôm nay anh chị mua, ngày mai anh chị lại, nhưng mà ngày mốt có lại không? Không biết.
ngày kia có lãi hay không, liệu còn lãi hay không chúng ta vẫn chưa rõ trả lời. Nhưng cái mà anh chị cần biết chính là anh chị vừa tham gia ở một cái vùng rất cao của thị trường. Đó là anh chị cần phải có một cái yếu tố trực quan ở thời điểm hiện tại. Khi mà hôm nay thị trường của chúng ta có một cái phiên mà Nam đánh giá là nó có một mức tăng điểm đầu phiên rất lớn, rơi vào mức giá là 1.245, tức là nó bắt đầu tiệm cận được một cái ngưỡng mà ở đó cái tâm lý chốt lại của nhà đầu tư mà người ta ôm hàng trong giai đoạn này đang rất lớn. Cái thứ hai nữa là dòng tiền nó kéo vào những cổ phiếu trụ, dẫn đến là những cổ phiếu khác nó không kéo thì rất dễ ở trong trạng thái điều chỉnh. Và khi mà thị trường của chúng ta điều chỉnh á thì rất nhiều cổ phiếu anh chị đang mua tích lũy nó sẽ bị gãy nè. Anh chị lưu ý ha, thì hôm nay là một cái phiên đặc biệt ở một số cái yếu tố về mặt là chào mừng chính phủ mới, chào mừng tân chủ tịch nước mới, và là một phiên mà quỹ người ta giải ngân mà trong cái sự nghi ngờ của anh chị đầu tư và tạo ra một cái yếu tố hưng phấn rất lớn. Và cái yếu tố đó làm cho những nhà đầu tư full cash người ta lao vào như những con chim thân ở cái mức giá cao, và lúc đó là những cái mức mà chúng ta phải nói là đó là lúc người ta đang bắt đầu tham lam lên. Và khi mà thị trường tham lam thì cái mà anh chị cần làm là gì? Thu mình lại một chút, đứng lại, nhìn về thị trường và cố gắng chọn lọc những cổ phiếu, cơ cấu danh mục và hướng vào những cổ phiếu tốt nhất, an toàn nhất, cũng như là cái cách chúng ta giao dịch trong thời gian tới là hãy giữ vững tỷ trọng an toàn. Anh chị như thế. Thì bây giờ Nam sẽ không nói về các điểm mua của cổ phiếu. Hôm qua Nam review cho anh chị nhà đầu tư đâu đó cũng khá nhiều mã cổ phiếu nhưng không cổ phiếu nào đạt. Thứ nhất là nó đạt về mẫu hình nhưng nó không có sự xác nhận của tổ chức, dẫn đến đó là các cổ phiếu đó nó ở trong trạng thái là bị cái kháng cự mạnh. Mà cái những cái vùng đó có nhiều lần không vượt qua thì nó sẽ rất lâu mới vượt qua. Muốn vượt qua nó thì tức là muốn vượt qua một cái mẫu hình VCB mà nó ở một cái điểm pivot như thế, nó cần một cái lượng tiền rất lớn. Mà hôm nay tổ chức người ta vẫn không vào đánh, chứng tỏ người ta không sẵn sàng. Thì khi mà Nam review cho anh chị nó không đạt cái điểm mua, không đạt điều kiện cần, cũng chẳng đạt điều kiện đủ, thì anh chị lưu ý là không nên tham gia. Chỉ cần anh chị tham gia trước, anh chị sẽ ở trong trạng thái đu đỉnh. Anh chị chỉ nên tham gia đối với những điều kiện mà Nam nói, vượt đỉnh, khối lượng lớn, vượt vùng nào đó với khối lượng đủ lớn, lúc đó thị trường cổ phiếu đó mới có sự xác nhận về mặt tổ chức thì nó mới đánh được. Còn nếu anh chị vội vàng tham gia thì đó là những cái vùng đỉnh rất là khó chịu, dẫn đến cái nhịp điều chỉnh của cổ phiếu và làm cho anh chị sẽ bị lỗ trong ngắn hạn. Anh chị lưu ý ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích xem là một số cái cổ phiếu trên thị trường thì nó có dư địa tới đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ không nói về điểm mua nữa. Khi mà rất nhiều người nói về điểm mua cổ phiếu và chúng ta tham gia mạnh thì đôi lúc ở trong trạng thái này anh chị nên dè chừng lại một chút, cẩn trọng đi. Chúng ta lạc quan và chúng ta mạnh mẽ ở những cái vùng 1150, thủng 1150 thì bây giờ không có yếu tố gì để chúng ta gọi là gì ạ? Chúng ta hưng phấn ở 1236 rồi. Anh chị lưu ý ha, chúng ta mạnh mẽ trong giai đoạn dưới nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ hưng phấn ở trong giai đoạn trên. Về theo các điểm mua trong cái video ngày hôm nay của Nam sẽ không nói. Nếu anh chị nào mà chúng ta coi điểm mua trong video ngày hôm nay thì xin thưa với anh chị đầu tư Nam sẽ không review điểm mua nào cả. Bởi vì không thể nào nói anh chị vào mua những cổ phiếu ở trong giai đoạn cao như thế này được, và rủi ro điều chỉnh nó là cao. Hay còn nói là rủi ro đi ngang nó cũng cao nữa. Vì thế là các giai đoạn mà tăng giá phía sau thì cứ để cho thị trường nó vận hành, và chúng ta là những người đã tham gia, đã nắm giữ, và chúng ta cần có một cái yếu tố là chúng ta giữ vững tài khoản và bảo vệ thành quả tốt nhất ở thời điểm hiện tại là cái mà chúng ta cần phải hướng tới ha. Đầu tiên anh chị chú ý giúp Nam dòng ngân hàng chúng ta có giá SCB. Cổ phiếu này ngày mai họp đại hội cổ đông rồi. Thì hôm nay là cổ phiếu này bước lên với cái yếu tố hưng phấn của thị trường, nó bắt đầu là sẽ xuất hiện những cái yếu tố chốt lãi. Nhưng mà khối lượng ở đây 7 triệu cho thấy là cái lượng chốt lãi ra thứ nhất là không nhiều. Cái thứ hai nữa là cổ phiếu này nó đang sẵn sàng. Nói chung là nếu mà ngày mai đại hội tốt thì cổ phiếu này dễ dàng, rất dễ bứt phá. Tức là ngày mai nó thông qua một cái gì đó hay ABC thì cổ phiếu này rất dễ bứt phá. Anh chị lưu ý là ngày mai ta họp đại hội cổ đông rồi thì cổ phiếu này bước lên giá 36-38 chính là cái target mà Nam đang hướng tới. Nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu này mình cứ nắm giữ thôi nhá, không nên mua mới. Tiếp theo BIDV. Những cổ phiếu dạng kênh giữa như thế này là những cổ phiếu có tiềm năng lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất về mặt cái yếu tố và mặt dòng tiền của nó tốt nè. Hôm nay là có một phiên nó đánh bờ rách lên cái đỉnh trước với khối lượng lớn. Nó hấp thụ được lại toàn bộ của những nhà đầu tư đeo bám trong giai đoạn này và chính là cái vùng kháng cự lớn ở đây. Thì đây là một trong những mã cổ phiếu nếu nó không kéo trong giai đoạn sau thì không con nào kéo giai đoạn sau cả. Nhưng anh chị lưu ý là dù nó có kéo hay là nó không kéo thì anh chị cần phải biết cái điểm mua an toàn của nó là lúc nào, nhưng mà chắc chắn không phải là lúc này. Anh chị lưu ý những cổ phiếu này bên Nam đã cho mua và đang nắm giữ, cứ chờ nó kéo lên trên để mình bán. Còn giai đoạn này anh chị đừng nên mua vào. Nếu anh chị mua vào giai đoạn này thì anh chị đang mua lại phần lãi của bên Nam. Thì đó là một cái trong Nam đánh giá là nó hơi bị xung đột lợi ích. Nên anh chị lưu ý là những mã cổ phiếu như thế này Nam chỉ review cho anh chị nào chúng ta đang nắm giữ, không nên mua mới trong ngày mai. Hạn chế, cực kỳ phải hạn chế. Cổ phiếu này khi nó vừa rất đỉnh thì tất cả các điểm phía dưới của nó này chúng ta gọi là gì? Chúng ta sẽ gọi là hỗ trợ. Mà cái yếu tố hỗ trợ của cổ phiếu thì đương nhiên mà nó vào khối lượng lớn như thế này, Nam đánh giá dòng tiền của nó quá mạnh. Không ai đổ vào đây 10 triệu cổ phiếu vào đây đâu. 10 triệu con này nó rơi vào khoảng 400-500 tỷ. Không ai đổ vào hấp lại cũng nhau tư chút lãi mà đứng ở đây cả. Nó sẽ còn đánh tiếp, anh chị lưu ý ha. Tiếp theo là gì ạ? CTG.
cứ hướng tới cái target ở đây thôi. Nhìn chung là dòng ngân hàng đang là những dòng mà Nam đánh giá đối với anh chị nhà đầu tư, là những cái giai đoạn vừa qua, những cái video vừa qua mình chỉ đánh giá cao dòng ngân hàng và chứng khoán thôi. Trụ là những cổ phiếu chúng ta hướng tới, còn những dòng khác chúng ta không nên tham gia. Thứ nhất là nó không có yếu tố về mặt dòng tiền. Cái thứ hai là khi thị trường vượt đỉnh thì nó cần phải hướng tới những cổ phiếu khác, những cổ phiếu nào có yếu tố sức hút. Còn nếu mà anh chị tham gia vào những cổ phiếu khác thì nó sẽ phải có một cái câu chuyện riêng nào đó đủ lớn, và tổ chức nào đó người ta phải gom đủ hàng nó mới đánh. Còn giai đoạn này nó sẽ đánh theo dạng là theo tâm lý đám đông và những cổ phiếu thị trường. Nên anh chị lưu ý là dòng banh thì anh chị lưu ý con CTG lên mức giá là 41.42 này anh chị cần bán. Hôm nay nó tăng 1,7% tương đối mạnh, là những cái điểm cực kỳ tuyệt vời để anh chị nhà đầu tư nắm giữ. Nói chung là nó up lên và chúng ta sẽ chặn lại cổ phiếu này ở giá 4.5 hoặc là 41 gì đó. Tức là khi cổ phiếu này lỡ mà nó rơi vào giá 41 thì chúng ta bán. Còn nếu nó cứ tăng thì cứ tăng lên giá 44 là target. Chỉ ít là anh chị nắm giữ cổ phiếu này nên chặn cho chúng ta một cái mức lãi. Thứ nhất là tránh việc chúng ta chốt non, mà thứ hai chúng ta cũng tránh được việc là chúng ta mất đi cái phần lợi nhuận của mình. Nếu mà chúng ta không đem cho chúng ta một cái mức mà mức set chặn lãi. Ví dụ nó chạy thì cứ để chạy, còn nếu nó rơi vào 41 thì chốt lãi. Anh chị lưu ý ha. Tiếp theo là gì ạ? Hadaban. Con này hôm nay vào rất mạnh nhưng mà khối lượng nó bé nè. Thì anh chị lưu ý là những cái điểm bứt lên mà bị bán lại như thế này nè. Cho thấy là hôm nay con này nó có một yếu tố chốt lại rất lớn của rất nhiều nhà anh chị nhà đầu tư mua ở trong giai đoạn như này. Hôm nay nó nhớ là phiên break của nó, khối lượng nó không đạt, khối lượng nó phải có một phiên 10 triệu mới đạt. Còn nếu mà nó không đạt thì nó sẽ ở trong trạng thái retest ở đây từ lâu, nó sẽ lấp cái gap này sớm thôi. Nếu mà thị trường của chúng ta ngày mai mà tăng lên là những anh chị nào có là canh bán nó này liền, tránh trường hợp nó quay lại test gap này thì nó anh chị sẽ mất đi cái một cái phần lãi nên nó đánh tiếp. Thì hôm nay đang có một phiên là con này bị kẹt đánh lên, sau đó bị bán ngược xuống, bởi vì dòng tiền nó vào thực sự không mạnh, mà nó đến từ việc nhà đầu tư chốt lại tương đối lớn thì xác suất nó lấp gáp và tích lũy lại ở đây thì lúc đó mình mới canh mua. Thì anh chị lưu ý là Hadaban ở thời điểm hiện tại thì Nam đánh giá là chưa nên tham gia, mà mình chỉ nên quan sát cho giai đoạn sau nhé. Tiếp theo là gì ạ? MBB, một trong những mã cổ phiếu mà Nam đánh giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại đối với dòng banh. Thì là mình đã nói rất kỹ với việc là MBB bứt phá, hôm nay nó tăng 2,7% rất mạnh, thì bên Nam đã mua cái con này ở dưới rất là tốt rồi, mức giá 28 thôi, đang lại đâu đó khoảng 10%. Tương đối ok. Thì anh chị lưu ý là những mã cổ phiếu này mình cứ canh lên tới target 32 mình chốt lại thôi. Nhìn chung là những cổ phiếu này tăng mạnh như thế này và hôm nay khối lượng của nó vào hấp tới 26 triệu cổ phiếu, khối lượng lớn bực đỉnh như thế này thì nó đã hấp lại được một cái lượng hàng của nhà đầu tư, bởi vì hai phiên này nó đã hấp rồi. Nhưng mà cái phiên này khối lượng lớn bởi vì là những nhà đầu tư tham gia trong giai đoạn dưới này nè, người ta chấp nhận một cái mức sinh lãi ở đây mà người ta bán ra. Thì trong quá trình mà người ta bán ra thì có một tổ chức nào đó người ta hấp lại một khối lượng lớn, giá tăng mạnh như thế này thì Nam đánh giá cực kỳ ok. Nói chung nó phù hợp cho anh chị nào nắm giữ và chốt lại ra thôi, không phù hợp thì chúng ta mua mới, bởi vì cái yếu tố tạo gap liên tục ở đây, nó có mấy cái gap ở đây này là cái yếu tố hưng phấn của nhà đầu tư cá nhân. Thì nếu mà anh chị tham gia vào thì rủi ro nó test ở đây cực cao, mà chỉ phù hợp thì chúng ta làm gì, chúng ta canh, chúng ta chốt lại. Nói chung là Nam đánh giá cực kỳ cao những cổ phiếu như thế này, mà nếu anh chị nào có mà follow kênh YouTube của Nam thì Nam nghĩ là có rất nhiều anh chị mua được những mã cổ phiếu mạnh như thế này, và đây là chính là những mã cổ phiếu chú tại ở thời điểm hiện tại. Dòng tiền của nó mạnh, cái cách của nó đánh của nó quá tuyệt vời, nó đánh vào những cái lúc mà thị trường chúng ta bị ngẽn lên đánh tất cả ngày cuối phiên nó kéo lên giá cao nhất. Nói chung là rất là tuyệt vời và ok đối với MB, phù hợp cho những nhà đầu tư đang nắm giữ ha. Tiếp theo là gì ạ? Techcombank, những con này nè, nó đang chờ đó, mà không biết nó chờ cái gì thôi. Bản chất cung cầu của con này hết rồi nha, nhưng mà nó đang chờ một dòng tiền lớn vào đánh, thì Nam nghĩ là những cái con này phù hợp cho anh chị nắm giữ. Nếu mà cổ phiếu này bờ rách thì mình đánh gia tăng, không nên mua mới. Cái yếu tố và tích lũy của cổ phiếu đã đạt đã kéo rồi, nhưng mà có thể nó sẽ kéo được một phiên thôi, nó không kéo nhiều đâu, như là bứt lên một phiên thôi là bắt đầu nó sẽ lình xình hoặc là nó sẽ điều chỉnh. Nên anh chị lưu ý là không nên mua cái phiên bùng nổ của con này, bởi vì cái yếu tố bùng nổ của cổ phiếu này cùng lắm là chúng ta mua gia tăng, hai là chúng ta chốt lại, chứ chúng ta không nên mua mới, cực kỳ rủi ro, bởi vì cái yếu tố nó đã đạt điều kiện mà dòng banh kéo mà nó không kéo, chứng tỏ nó chỉ đang chờ cái con này ở một cái nhịp hưng phấn nào đó nhất định, và đôi lúc nó kéo lên một phiên là toàn bộ cái yếu tố về mặt là phía sau của cổ phiếu dòng banh nó sẽ bị teo lại. Nên anh chị lưu ý là Nam đánh giá là đối với Techcombank ở trong thời điểm hiện tại nó đạt và thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng mà nó không kéo thì chứng tỏ con này nó chỉ chờ một cái nhịp nào đó nó bứt lên thôi. Thì các nhịp bứt đó là chúng ta sẽ nên quan sát để chúng ta làm gì, chúng ta canh, chúng ta nắm giữ, hay là chúng ta chốt lại, chứ chúng ta không nên mua mới. Cái yếu tố mua mới thì Nam đã hướng dẫn anh chị vào những cái video phía trước, còn ngay ngày mai anh chị không nên mua mới những cổ phiếu này nữa, không nên mua mới nha, bằng mọi giá anh chị không nên mua mới nhá. Tiếp theo là gì ạ? STB, cái sự mạnh mẽ của STB tới thời điểm hiện tại là một cái câu trả lời mà Nam cũng không thể trả lời được. Nhìn chung là ai có lãi tùy hỷ thôi, biết nó tăng tới bao giờ thì nói chung là không biết nó tăng tới bao giờ. Chúng ta chỉ biết là dòng tiền lớn vào đây đánh, mà nó đánh nước rút như thế này thì nó đánh quá ghê. Cái mà chúng ta cần biết là gì cả, chúng ta cần biết là hồi nó tăng lên nó cho mình ăn nhiêu thì mình cứ ở trong trạng thái là anh chỉ biết là hôm nay nè Nam bán ra con này rất nhiều, nhưng mà tổ chức người ta hấp thụ là quá lớn, người ta hấp thụ là quá lớn, mình bán đi gần như là mình chốt lại đi gần 1/3 cái lượng STB mà mình đang có, tức là mình bán khối lượng nó cũng lớn lắm, không nhỏ đâu,
nhưng mà tổ chức người ta vẫn hấp thụ lại hết, chứng tỏ là người ta đang quá trình. Anh chị hình dung như thế thì đối với Nam thì những cổ phiếu như thế này nè, bước lên thì ai có lãi bao nhiêu chốt bao nhiêu, nó càng tăng càng bán, càng tăng càng bán. Đặc biệt không nên mua mới, không nên mua mới, phù hợp trên nhà đầu tư chốt lại thôi. Thì những cổ phiếu nó đang hấp thụ và đánh lên như thế này thì khả năng nó sẽ đánh thêm dịp nữa trước khi trạng thái điều chỉnh, bởi vì ở thị trường ở thời điểm hiện tại thì gần như không có cổ phiếu nào nó xuất hiện cái điểm bán cả. Mà chúng ta cần phải biết là thị trường của chúng ta chỉ không phù hợp cho mua mới thôi, còn nó không xuất hiện điểm bán đối với tất cả các cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Anh chị lưu ý, bởi vì bây giờ dòng tiền đang đẹp, cái giá đóng cửa đang tốt, phù hợp cho quá trình tăng giá, nó đâu có yếu tố gì để chúng ta bán đâu. Nhưng mà nó không chỉ là không phù hợp cho anh chị mua mới thôi, anh chị lưu ý à, bởi vì hôm nay là có một cái yếu tố rủi ro mà cái này là video đầu, cái đoạn đầu á Nam nói với anh chị là cái yếu tố nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu hưng phấn rồi, thì đó là một trong những cái yếu tố Nam đánh giá cực kỳ rủi ro. Thì bắt đầu người ta tham gia vào thị trường, khi thị trường rõ ràng thì đương nhiên là những cái lúc mà người ta đã tham gia trở lại thì Nam nghĩ là bên Nam sẽ chọn một cái giải pháp an toàn hơn, đó là ngồi xem mà hạn chế tham gia mới ở thời điểm hiện tại. À, tiếp theo là gì ạ? À? Vietcombank, một trong những mà cổ phiếu Nam đã nói đi nói lại với anh chị nhà đầu tư rất nhiều về cái cách mua giao dịch an toàn và những cổ phiếu nó đã bắt đầu hình thành được quá trình tạo đáy. Thì Nam nói với anh chị nhà đầu tư đây là một trong những cái con sóng lớn của Vietcombank ở thời điểm hiện tại. Anh chị tưởng tượng sau 3 phiên vừa rồi cổ phiếu này giao dịch hấp là Nam tính đâu đó khoảng 10 triệu cổ phiếu. 10 triệu con này nó rơi vào khoảng 1.000 tỷ, anh chị lưu ý nha, không tổ chức nào tham gia 3 phiên này mà dừng lại đây đâu. Thì đây là một trong những mã cổ phiếu tốt nhất ở thời điểm hiện tại, và nếu kéo thì nó chỉ kéo những mã cổ phiếu như thế này thôi. Nên anh chị lưu ý là những cái video trước Nam nói với anh chị nhà đầu tư là anh chị tham gia con này nha. Nó an toàn, kéo hay không không rõ nhưng chắc chắn nó an toàn với anh chị nhà đầu tư. Thì đây là một trong những cái mức sinh lời rất lớn. Thì anh chị lưu ý là hôm qua Nam có nói với anh chị nhà đầu tư là Nam đã để ý được dòng tiền của những cổ phiếu mà nó vào nó giống như STB á, thì nó chính là Vietcombank ở thời điểm hiện tại. Đó là cái cổ phiếu mà Nam nói là nó sẽ giống như STB mà bên Nam gom á, thì hôm nay bên Nam mua con này giá dưới giá 100. Tức là cái mức giá mà mình tư vấn ở đây là dưới giá 100 anh chị lấy vào Vietcombank này. Lúc này người ta kê nhiều lấy thoải mái. Mình có một số cái nhận xét như sau. Thứ nhất là Verney đang có dấu hiệu rũ bỏ nhà đầu tư và cho rũ bỏ những nhà đầu tư không bán hàng và giữ hàng. Thì những nhà đầu tư hưng phấn sáng nay đều mà đu giá cao, chúng ta không thuộc phạm vi này, chúng ta chỉ nên quan sát. Không nên hành động làm gì, cứ có biến cố xử lý và lấy thêm. Anh chỉ có nằm chờ im. Sau quá trình rũ bỏ này, thị trường mới thấy được sức mạnh thực sự, nhà đầu tư sẵn sàng bảo vệ thành quả khi thị trường xuất hiện điều chỉnh vì sợ mất lãi. Nhưng thị trường thì sẽ không như vậy, cứ giữ chắc hàng giúp em. Thì anh chị hình dung mà cái lúc mà thị trường như thế này á, là cái lúc mà nó vận động trong quá trình điều chỉnh như thế này nè. Nam đã tư vấn rất kỹ với anh chị nhà đầu tư là cứ phải giữ giặt hàng, đừng có rơi ra. Bởi vì sao? Bởi vì là người ta chỉ nói chuyện rũ bỏ để nó ép những nhà đầu tư là sẵn sàng bảo vệ thành quả khi thị trường xuất hiện nhịp chỉnh, chứ không phải là bởi vì những nhà đầu tư đó người ta rất sợ mất lãi ở thời điểm hiện tại, rất sợ. Thì lúc đó thị trường điều chỉnh là người ta sợ là thị trường rơi thì người ta bán ra, thì lúc đó là thị trường sẽ có những cái nhịp điều chỉnh thì sau đó nó sẽ tăng giá. Thì anh chị lưu ý là sau cái quá trình nhịp rũ bỏ của thị trường vừa xong này, quá trình rũ bỏ này thì anh chị có giữ chắc hàng thôi. Lưu ý là đó là một số cái khuyến nghị của Nam ở trong phiên để giúp cho anh chị nhà đầu tư chúng ta tránh trường hợp rơi rớt trong hôm nay là một, mua đủ là hai, và chúng ta phải mua đúng điểm là ba. Thì một số mã cổ phiếu như Vietcombank mình đã quan sát thì dòng tiền nó vào rất mạnh, thì hôm nay chính là cái phiên xác nhận của nó. Thì nếu anh chị tham gia vào phiên này với cái giá dưới 100, Nam đánh giá cực kỳ an toàn, bởi vì tất cả các mức hỗ trợ dưới đây của nó rất lớn, cái yếu tố về mặt bứt tốc của nó là đem tới một lượng tiền rất lớn kích thích vào. Thì Nam nghĩ là nếu kéo trong giai đoạn sau chỉ kéo về Vietcombank thôi. Những cổ phiếu như thế này cực kỳ tuyệt vời cho một giai đoạn. Nếu mà anh chị nhìn á, phải nhìn cái con vít đánh Vietcombank. Vít nè, cái vận động của các cổ phiếu này cực kỳ giống nhau. Thì anh chị cứ nhìn vít mà đánh Vietcombank thôi. Nên là chúng ta có một cái lợi thế tham gia trước, là cái một lợi thế rất lớn ở thời điểm hiện tại. Thì chúng ta mua vào Vietcombank thì anh chị cứ nắm giữ thôi. Nam sẽ hướng dẫn anh chị mua một số cái điểm khác ở trong giai đoạn sau. Chúng ta có một phần lãi của rất nhiều cổ phiếu banh khác để chúng ta có thể có quyền cầm nắm những cổ phiếu này. Anh chị lưu ý là hệ thống đầu tư nó phải có một cái yếu tố là cân bằng giữa việc là lợi nhuận và rủi ro. Khi mà chúng ta tham gia một số cái cổ phiếu mới như thế này mà cái mức sinh lãi của chúng ta có, thì đương nhiên chúng ta sẽ có một cái lượng hàng chúng ta bán đối ứng ra phù hợp, nếu mà nó mức sinh lãi của nó ok để chúng ta trụ lại được cái rỡ may con này nó rủi ro thì sao, lỡ may thị trường xấu là chiến tranh ập tới mình bảo toàn được tài sản, thì chúng ta sẽ có một cái lượng hàng khả dụng trên tài khoản. Cái yếu tố khả dụng của tài khoản nó giúp cho chúng ta có thể là sửa sai để chúng ta mua mới con này và chúng ta bán những cái con kia ra để chúng ta đảo hàng qua mã mạnh như thế này á, thì đó mới là những cái nhịp mà chúng ta đầu tư thành công. Còn nếu mà anh chị không có cái hàng mà chúng ta đảo ra á, hoặc là chúng ta cầm nắm những cổ phiếu nó không sinh ra lãi, thì anh chị đầu tư trong giai đoạn sau nó cực kỳ rủi ro. Làm sao anh chị đầu tư mà chúng ta ăn ngon ngủ yên và chúng ta cầm nắm với những cổ phiếu tốt và chúng ta có thể chấp nhận hài lòng với những cái thành quả mà chúng ta có, thì lúc đó chúng ta mới dễ dàng đầu tư thành công được. Thì hôm nay bên Nam, hôm qua Nam nói rất kỹ về việc là chúng Nam sẽ gom một cái mã mà ở đó nó rất giống với là cái cách mà STB vận động, tức là dòng tiền vào vùng đáy và bắt đầu có sự xuất hiện của nhịp tăng giá nhưng giá không tăng mạnh, thì đó chính là Vietcombank. Anh chị lưu ý đó là một trong những cái chân sóng rất lớn cổ phiếu. Tiếp theo là gì ạ? VBank, nhìn chung con này cứ chờ kéo thôi, các điểm mua của nó không còn phù hợp.
Anh chị chỉ cần coi lại cái video này bao nhiêu là ngày 26, 27 tháng 3. Nam có nói với anh chị nhà đầu tư là con VBank này anh chị mua được thì mức giá mua của nó mức giá 44 là ok. Còn thời điểm này nó tăng lên thì mức giá của nó 48-50 là nó sẽ dừng chậm. Anh chị lưu ý là mức giá tăng điểm của VBank ở thời điểm hiện tại thì Nam đánh giá nó không còn quá hấp dẫn để anh chị mua mới, phù hợp cho anh chị nắm giữ thôi. Mua mới tới còn 3 về, nếu mà thị trường của chúng ta điều chỉnh hay là banh đi bứt lên cái nó điều chỉnh cái con này sẽ về dưới giá 44 này. Anh chị lưu ý ha. Tiếp theo là gì ạ? À? SHB. Thì hôm qua Nam nói là một cái nhịp mà ở đó nó đã xuất hiện nâu đi mình 3 thì cái yếu tố rủi ro điều chỉnh của nó cực cao là anh chị nên bán ra. Thì hôm nay con này giảm sàn sau một cái nhịp tăng nóng như thế này thì một yếu tố cực kỳ bình thường. Đâu có gì đâu. Đâu có gì đâu, anh chị lưu ý nó đã tăng tới giá 18 lên thì phải cho người ta chút lại chứ. Ai kéo hoài cho anh chị nhà đầu tư xin lãi được. Cái yếu tố này nhiều anh chị hỏi Nam là em đánh giá thế nào với SHB? Nó giảm như thế này là cổ phiếu xấu đúng không? Sao nó xấu được anh chị? Nó đã tăng từ giá 18 đến giá 280, giá nó chỉnh về giá 24.3 là bình thường. Nên anh chị lưu ý là chẳng qua anh chị tham gia đuổi tham gia cao, anh chị tham gia FOMO thì anh chị rủi ro, thì cái đó là nó phải là cái chúng ta phải chấp nhận khi chúng ta tham gia mà không có yếu tố về mặt là nhìn nhận dòng tiền. Còn nếu chúng ta có nhìn nhận mà ai dám tham gia vào những cái nhịp như thế này thì khi mà những anh chị mà chúng ta mua trong những cái phiên mà bức như thế này là hàng và đa phần chúng ta sẽ bị lỗ. Nên anh chị lưu ý là những mã cổ phiếu, vì thế anh chị lưu ý là chúng ta đôi lúc là mua T1 nè, hàng về là vẫn lãi nè, nhưng mà đôi lúc là trước khi hàng về mới mua thì lãi nhưng mà hàng về là lỗ là bình thường. Thì thị trường hiện tại nó cũng là cái con đang đây đang là cái tiêu biểu cho anh chị hình dung là cái việc là chúng ta mua T1 T2 ở thời điểm 1236 là cực kỳ rủi ro nha. Lưu ý giúp Nam là cực kỳ rủi ro, không nên hưng phấn gì ở thời điểm hiện tại, giữ tỷ trọng đi, đã lỡ nhịp thì thôi. Anh chị đừng tham gia vội thật sự nó không thành công đâu ha. Tiếp theo là gì? Liên Việt. Cổ phiếu này hôm nay test cung cầu, Nam đánh giá là tương đối ok, nó sẽ phù hợp cho một nhịp đánh của cổ phiếu trong thời gian tới. Nhưng chung là dòng banh nó vẫn còn một cái nhịp bứt của nó sau một số cái yếu tố về mặt là đạo hộp cổ đông của một số ngân hàng, cũng như là cái cách mà tổ chức người ta đánh ở cái nhịp mà báo cáo lợi nhuận á, thì đánh giá là sau cái quý 1 này á thì gần như là dòng ngân hàng nó sẽ nghỉ và mình cần phải đẩy tiền vào những dòng khác tốt hơn. Thì anh chị lưu ý là dòng ngân hàng thì con này có một mức giá đâu đó lên tới giá khoảng 19 hoặc là 18 năm có thể canh ra rồi. Bởi vì phiên hôm nay mà nó không bứt thì các giai đoạn kéo phía sau của nó sẽ tương đối mệt đấy. Hôm nay thị trường rất phù hợp cho nó kéo, nhưng nó không kéo có thể là lượng cung đeo bám nhiều nên tổ chức người ta chưa sẵn sàng. Nhưng mà anh chị cũng lưu ý là những con này nó bứt lên cả là anh chị cũng canh bán ra đi. Nói chung là ở thời điểm này thì mình không kỳ vọng quá nhiều vào dòng ngân hàng nữa. Bởi vì nó đã tăng theo đúng cái kỳ vọng của mình rồi thì mình sao kỳ vọng cao hơn được. Mình chỉ ở một mức nào đó là một người bình thường thôi. Mình cảm thấy là cổ phiếu nó đã bứt đúng theo sự kỳ vọng thì các yếu tố kỳ vọng cao hơn của cổ phiếu mình không dám nói trước ở thời điểm hiện tại, bởi vì thị trường của chúng ta nó đã tăng quá nóng và cái mức sinh điểm của nó ở thời điểm hiện tại là quá nhiều. Thì nếu mà cổ phiếu của chúng ta bứt tốc thì nó chỉ đến từ những một số cái cổ phiếu lớn thôi, nó không đến từ những cổ phiếu này nữa. Những cổ phiếu này nó chỉ đi theo và nó tạo ra cái mức sinh lời nào đó phù hợp thôi, chứ nó không còn có một cái dư địa nào đó đủ lớn để anh chị kỳ vọng trong dài hạn được, hoặc là trung hạn anh chị lưu ý ha. Tiếp theo là gì ạ? VIP. Một cái mức tăng điểm mà chúng ta cũng chả biết nó tăng tới bây giờ. Nhìn chung là những mã này tăng rất tốt, điểm mua của nó ở đây, bứt lên đây thì tùy. Cái giai đoạn này không xuất hiện một cái điểm nào là chúng ta nghi ngờ về việc bán. Nhưng mà cổ phiếu này có lãi thì tùy anh chị nhờ tới đâu hay tới đó, không biết nó tăng tới đâu cả. TVBank, một trong những cái mẫu hình vai đầu vai nhưng nó chưa xác nhận, thì cái yếu tố về mặt bứt lên chạm và kháng cự và tích lũy lại và khối lượng bé nó bình thường. Chúng ta cần nhất một sự xác nhận của TVBank. Rất nhiều anh chị hỏi đang là mua TVBank quen mà em đã nói rất kỹ với anh chị nhà đầu tư là không nên mua khi cổ phiếu nó chưa bứt tốc. Mà nó làm gì, nó cần có một sự xác nhận của nó với dòng tiền. Mà hôm nay em đã gặp được rất nhiều anh chị nhà đầu tư á, anh chị làm gì, anh chị không có cổ phiếu banh nào là anh chị cứ muốn mua cổ phiếu chưa chạy. Nhưng mà khi anh chị mua vào cổ phiếu chưa chạy là đôi lúc nó là không chạy. Bởi vì sao? Bởi vì là dòng tiền nó đâu có vào đâu. Anh chị nhìn đây làm gì có dòng tiền nó vào. Hôm nay em nhận không dưới 15 cái tin nhắn của anh chị nhà đầu tư. Anh chị hỏi là có nên mua TVBank không? Thì em xin thưa với anh chị nhà đầu tư là những cổ phiếu này nó có một cái yếu tố anh chị phải biết là ở đây chính là một cái vùng kháng cự của cổ phiếu. Mà cái vùng kháng cự này nó muốn bứt qua để nó tạo ra một cái yếu tố bứt phá, nó phải có yếu tố từ mặt khối lượng lớn. Thì anh chị phải để ý giúp em về mặt giá và khối lượng, nó phải có một phiên break cao qua thì nó mới xác nhận. Nên anh chị lưu ý là mình không nên ở trạng thái là mua mà khi cổ phiếu nó chưa sẵn sàng, hay còn nói là khi mà mua mà cổ phiếu nó không vượt qua cái điểm break cao thì đôi lúc anh chị đu ở đây chính là anh chị đu vào phần đỉnh và đu vào những vùng kháng cự mà ở đó rất nhiều nhà đầu tư bán ra. Mà nếu cổ phiếu nó yếu, ví dụ như cổ phiếu nó yếu chúng ta chỉ biết là vận động của tổ chức như thế này, nhưng nó chưa xác nhận thì chứng tỏ là lượng cung của nó gom lại chưa đủ. Và cái yếu tố gom lại chưa đủ của cổ phiếu thì xác suất nó sẽ đi ngang lên gãy xuống nữa thì sao, mình không biết trước được vấn đề đó. Nó chỉ có một phiên xác nhận ở đây để chúng ta hoàn thành mẫu hình thì chúng ta mới canh mua trong thời gian tới, tức là nó phải có ai đó bảo kê chúng ta đánh thì chúng ta mới dám đánh. Anh chị lưu ý ha, đó là một số cái yếu tố về mặt dòng banh. Nên anh chị lưu ý là các thời điểm mà trong giai đoạn mà cái mức mà biên lợi nhuận của thị trường ở thời điểm hiện tại nó lớn rồi, dòng tiền nó đã đi vào rồi,
và mọi thứ nó đã rõ ràng thì anh chị hãy nên tỉnh táo một chút. Bây giờ là rất nhiều xuất hiện cái điểm mua, nói chung cổ phiếu nào bây giờ cũng tuyệt vời. Thật sự anh chị nhà đầu tư là cổ phiếu nào bây giờ nó cũng tuyệt vời đó, con nào cũng đẹp, con nào cũng tích lũy, con nào cũng bứt phá, thì lúc đó nó không còn gì là ngon đâu. Anh chị lưu ý, anh chị đang phải mua lại một phần lãi của người khác. Nếu anh chị đã không tham gia vào trong giai đoạn trước thì Nam nghĩ là không có một cái lý do nào phù hợp để anh chị tham gia vào thời điểm này cả. Nên biết tôn trọng cái thời điểm mà cái lượng tiền mà chúng ta có cũng như là cái cách mà chúng ta đầu tư vào thị trường. Có lúc chúng ta phải nên trân trọng nó một chút, chứ ít nó cũng là mồ hôi công sức nước mắt. Nên là anh chị lưu ý là không nên tham gia theo dạng FOMO, không nên là thấy những cái hiệu ứng mà kéo mạnh của thị trường mà tham gia, bởi vì đó là những cái lúc mà miếng mồi thơm nhất mà tổ chức người ta kéo lên ép anh chị đu vào giá cao, và lúc đó thị trường sẽ xuất hiện những cái nhịp điều chỉnh lớn cực kỳ lớn. Bởi vì thị trường đã tăng 100 điểm, hãy nhớ giúp Nam, mỗi khi anh chị xuống tiền nhớ giúp Nam một câu, thị trường nó đã tăng 100 điểm rồi đấy, hãy cẩn trọng anh chị lưu ý ha. Nếu mà nhịp tới một số cái yếu tố vận động thị trường nó phù hợp thì Nam sẽ hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư tham gia sau. Chúng ta không nên tham gia FOMO thời điểm hiện tại nữa. Thêm một cái yếu tố nữa là sau khi dòng trụ nó kéo thì một số cái kịch bản thì mình sẽ quay dòng tiền vào đánh những mã nào, thì anh chị lưu ý là Nam sẽ hướng dẫn anh chị chi tiết tại cái video hay là tại room của Nam để hướng dẫn anh chị tham gia cho nó phù hợp. Thí dụ như trong giai đoạn này gần như bên Nam là cắt hết những dòng như là dầu khí, để bất động sản bán hết. Nói chứ mình bán hết, những anh chị nào là khách hàng của Nam coi video này anh chị cũng thấy rất rõ cái quan điểm của Nam. Bán hết những cổ phiếu nó đã đủ điều kiện mà nó không đánh. Bán sạch, đảo qua banh, bây giờ mình đã lại. Đảo qua cổ phiếu khác mình đã lại. Anh chị lưu ý ha. Đến đây chúng ta nhìn về dòng trụ thì chúng ta nói về BVH. Cái con này là thể hiện tâm lý rất vội của anh chị nhà đầu tư. Khi mà chúng ta chọn vào những cổ phiếu cũng là trụ, bởi vì chúng ta đã xác nhận là thị trường kéo trụ đi, là lao vào những cái con trụ và dòng tiền nó không vô. Những viên này là dòng tiền, không phải là dòng tiền vào đó, anh chị lưu ý, không phải là dòng tiền vào. Yếu tố tích lũy lỏng lẻo. Ngược lại đây là một cái kháng cự rất mạnh mà Nam đã nói rất kỹ. Rất nhiều anh chị nhà đầu tư đu vào cái con này ở cái phần đỉnh đấy nè, dẫn đến cái yếu tố điều chỉnh của nó, và đây chính là ba đỉnh cực kỳ lớn của cổ phiếu và nó gặp một áp lực điều chỉnh rất lớn. Thì con này á, nhìn thế thôi cho bạn chứ nó phải kéo qua đây lại này. Nam nói rất kỹ là anh chị có thể tham gia vào cái nhịp dưới đây, tăng lên vùng giá 63 là canh bán liền. Canh bán liền bởi vì đây là cái kháng cự rất mạnh của cổ phiếu. Anh chị tham gia vào những cổ phiếu như thế này là nó giá không ok. Cái yếu tố về mặt tích lũy của nó không đạt, dòng tiền của nó không có, tích lũy thì lỏng lẻo. Nhìn chung là không cái gì đẹp cả, chỉ biết là nó có thể ăn được vài 3% ở đây thôi. Nhưng mà cái yếu tố rơi rớt và tích lũy lại của nó cực cao. Anh chị lưu ý ha. Tiếp theo là gì ạ? FPT. Con này cần có một cái nhịp đánh sau một phiên bứt tốc này. Bứt nè, tích lũy nè, thì những cổ phiếu nó đang tích lũy nên nó giá tương đối ok rồi. Nhìn chung là nó sẽ có một cái nhịp nào đó kéo cùng những dòng trụ các kéo một cái nữa lâu lên giá vượt giá 80, lên giá 83, 84 gì đó, thì đây là một trong những cái mức sinh lãi cực kỳ ok. Ở thời điểm hiện tại con này không có một yếu tố gì để chúng ta bán ra, mà chúng ta cần phải biết là khi mà những cổ phiếu có một cái hỗ trợ tốt như thế này nè, tạo được một nhịp spring nè, test lại hai phiên tích lũy lại nè, no supply 3 nè, test cung 3, bứt phá, có dòng tiền vào nhẹ, thì cái yếu tố bứt phá phía sau của nó chính là những cái điểm anh chị cần để chúng ta chặn lại và chốt lại, không nên mua mới nhá. Tiếp theo là gì ạ? MWG. Con này hôm nay điều chỉnh trở lại với khối lượng quá bé, sau hai phiên bước lên thì các yếu tố điều chỉnh của những nhà đầu tư đeo bám trong giai đoạn này là bình thường. Không có yếu tố xấu, phù hợp cho anh chị nắm giữ, đây là hỗ trợ của cổ phiếu rồi. Không nên làm gì cả, cứ nên nắm giữ thôi. BNG. Bước này, tích lũy đỉnh nè. Chúng ta sẽ canh đánh con này ở một nhịp sau của thị trường. Đang đánh giá chắc là nó cũng có giá đâu đó 100.000, nhưng mà nó cần phải tích lũy giá 90 này nè. Tích lũy lại ở đây một thời gian, một vài tuần thì mình mới đánh. Nhưng mà những cổ phiếu này chúng ta có thể thấy là khi nó bứt thoát qua khỏi một mẫu hình tích lũy ở một cái nền nó rất lâu như thế này, thì cái quá trình tích lũy ngắn của nó ở trên này chính là những cái điểm chúng ta mua. Bởi vì đã có dòng tiền người ta tham gia vào, đúng như cái những gì mà Nam nói với anh chị nhà đầu tư là đã có ai đó bỏ vào khoảng 1 triệu cổ phiếu đi, rơi vào đó gần đâu đó khoảng cỡ 90 tới 100 tỷ gì đó cũng được, tạm chấp nhận. Bởi vì là thông thường còn 2 triệu thì mới đạt, nhưng mà 1 triệu ra cũng được, coi như hấp thụ lại của rất nhiều anh chị nhà đầu tư ở dưới này bán ra. Thì các quá trình đánh lên và tích lũy lại trong giai đoạn phía trên là cho thấy là người ta đã bắt đầu setup lại cái game. Thì quá trình mà cổ phiếu nó tích lũy lại cái nền trên chính là cái điểm mà chúng ta canh mua BNG trong giai đoạn tới. Nói chung là thị trường bứt phá và những cổ phiếu này bản chất dư địa thị trường thì nó cũng không phải là hết đâu, nhưng mà các quá trình điều chỉnh của thị trường trong ngắn hạn nó dễ xảy ra. Vì thế anh chị lưu ý là các quá trình điều chỉnh mà từ điều chỉnh chuyển sang gãy hay là rơi rớt nó cũng rất là khó nói, mà chúng ta chỉ biết là nếu mà nó xuất hiện như điều chỉnh thì chúng ta ứng xử như thế nào cho nó phù hợp, cũng như là nếu mà nó điều chỉnh thành công thì mới mua lại, còn nó điều chỉnh không thành công nó là rơi rớt thì mình sẽ rất khó nói trong thời gian tới. Nên những cổ phiếu này nó đánh như thế này thì kỳ vọng nó sẽ còn một cái yếu tố tích lũy để đánh ở nền số 2 trong giai đoạn sau nhé. Tiếp theo là gì ạ? Masan. Con này ok này, nhìn chung sáng quỹ nó giải ngân nên kéo một cái nhịp như thế này. Tương đối khó chịu và mặt cái mức đóng cửa giá, tức là hôm nay có lúc mà tổ chức nó kéo lên giá 90, mở cửa giá 95 luôn, là hơi ảo đó, hơi ảo. Sau đó thị trường kéo và
vẫn đi ngang tích lũy giá tham chiếu. Thì các yếu tố này là đến từ việc là phiên break này là hàng về nhà đầu tư bán ra thì đang hấp thụ tích lũy lại đây nên giá tương đối tốt. Thì các yếu tố bứt phá phía sau của nó nên sẽ hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư tham gia sau. Vinhome bước lên giá 105. Những cổ phiếu này là những cổ phiếu mạnh cho những cái vùng mua ở dưới này. Đây là những cái điểm mua của Nam đã hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư rồi. Thì các yếu tố bứt phá phía sau của nó cho mình chỉ chờ thôi. Nam đánh giá những con này là những con kéo. Nói chung là Vinhome là một trong những mặt cổ phiếu quá mạnh ở thời điểm hiện tại. Cái cách mà nó đi lên, cái cách nó vận động là dòng tiền vào này bắt đầu vào rồi, vào thì cái phiên này chốt lại ra mà nó vận động ở trên mức giá 1% như thế này cho thấy tổ chức người ta đang hấp lại rất nhiều anh chị nhà đầu tư chốt lại. Khối lượng của nó không lớn lắm, cho thấy cái sự đeo bám trong quá trình mà cổ phiếu này đi xuống lên thật sự không nhiều. Nó chỉ đến từ các yếu tố về mặt là cổ phiếu này bước lên nhà đầu tư chốt lại bán ra thì các quá trình đánh của nó phía sau chỉ đánh những con này thôi. Anh chị lưu ý ha. VIX bắt đầu là tích lũy lại cái vùng giá 125 mà Nam nói với anh chị nhà đầu tư phía trước ấy, tức là bắt đầu nó sẽ xuất hiện những cái nhịp mà không tăng mạnh nữa. Bước lên nè, bắt đầu là trong giai đoạn là khối lượng của nó bắt đầu bé rồi, dòng tiền bắt đầu cạn kiệt dòng tiền rồi. Bắt đầu là nó sẽ hấp thụ lượng cung của nhà đầu tư đeo bám trong suốt giai đoạn cổ phiếu đi lên như thế này. Tích lũy lại một cái nền 125 thì em sẽ hướng dẫn anh chị đánh là cái nhịp phần sau, không phải là bây giờ nhá. Tiếp theo là giờ VRE. Hôm nay con này tiếp tục bước qua cái vùng mà chúng ta nói là cái vùng tích lũy phía trước của nó hay còn nói là kháng cự. Thì cái quá trình bứt phá của kháng cự ở trong giai đoạn này á, anh chị hình dung là nó đang hấp lại của những nhà đầu tư bán hòa vốn ở đây. Thì các yếu tố bứt lên đạp xuống nhưng mà vẫn đóng cửa xanh 1,9% và khối lượng của nó bé như thế này, cho thấy trong quá trình rơi rớt này của cổ phiếu là rất nhiều anh chị đã bán ra rồi. Thì các quá trình đi lên của nó bắt đầu hấp dần thì cổ phiếu này Nam đánh giá nó sẽ có giá đâu đó 38-40 là bình thường. Nhìn chung là nó sẽ có một phiên nào đó khối lượng của nó đột biến mười mấy triệu cổ phiếu thì anh chị phải cực kỳ an tâm về VRE, không chỉ phù hợp cho mua mới nha. Anh chị mua mới là lỗ tê cộng là rất khó chịu nha, chỉ phù hợp cho chúng ta nắm giữ thôi, không nên mua mới ở thời điểm hiện tại. Vinamilk, một trong những mặt cổ phiếu Nam đánh giá yếu tố tạo đáy của nó rất cao, bởi vì khi nó đã có hai cái nhịp tạo đáy ở đây. Đây rồi, thì các yếu tố tạo đáy ở đây người ta đã bỏ 5 triệu cổ phiếu giá 100 luôn, khoảng 500 tỷ đấy anh chị. Không biết đâu, 5-6 chục tỷ mà nó giao dịch ở đây, là cái phiên này giao dịch gần 6 triệu cổ phiếu là Nam, anh chị biết là những cái phiên như thế này nè, cái dòng tiền của nó đang rất lớn thì Nam đánh giá là một trong những cổ phiếu mà ở thời điểm hiện tại khả năng kéo lên cái mức phía trên này của nó cực cao. Nhìn chung nó sẽ có một cái nhịp nào đó kéo lên tới giá 106, 108 là cái điểm mà phù hợp cho anh chị nắm giữ Vinamilk, và chúng ta sẽ canh ở những nhịp cổ phiếu mà nó lên tới đây là chúng ta sẽ canh, anh chị lưu ý ha. Tiếp theo là gì ạ? VGC kéo lên nè, đầu phiên là quỹ nó mua sau đó đạp xuống hơi khó chịu. SAB cũng vậy, gần như là nãy giờ cái cách mà cổ phiếu nó vận động kéo lên xong đạp xuống đến từ những cổ phiếu gì ạ? Đến từ những cái cổ phiếu mà quỹ người ta tham gia vào. Novaland đó, cổ phiếu nó bước lên nè, hôm nay con này có dòng tiền vào này, đánh bờ rất qua cái vùng này, nhưng mà những cổ phiếu như thế này thì mình không đánh được, mình không hiểu cái cách vận động của nó, bởi vì tổ chức mình không đập được cung cầu, mình chỉ biết mà cũng không biết cái nào nó đánh, mình chỉ biết là con này có lái, có tổ chức người ta vận hành tương đối chặt chẽ và đây là một trong những cổ phiếu bó cung. Thì khi mà cổ phiếu bó tung thì chúng ta chỉ biết game mới đánh, chứ còn mà giai đoạn này thì mình rất là khó để biết game ha. Còn anh chị chờ em chút, nó bị mất cái chat rồi. Đây. Ok ha. Đây chính là Novaland, anh chị lưu ý giúp Nam nhé. Tiếp theo anh chị nhìn giúp em là dòng thép đi, chúng ta có gì Hòa Phát nè. Những cổ phiếu nó bước lên là ngày mai nó có một cái tin tốt á, thì thông thường con này nó sẽ kéo. Thì Nam đánh giá là ở thời điểm hiện tại thép thì anh chị chỉ đánh Hòa Phát thôi. Thì mình đã nói rất kỹ ở những video trước, điểm mua là phiên này. Thì các giai đoạn lợi nhuận phía sau là của anh chị nhà đầu tư. Các yếu tố bước lên của nó, khối lượng của nó không nhiều, cho thấy nhà đầu tư giữ khư hàng và đến từ những nhà đầu tư bị FOMO. Đa phần cái nhịp đánh lên này nó không đến từ tổ chức nha, nó đến từ những nhà đầu tư mua đuổi. Thì hãy để cho những nhà đầu tư phía sau mua lại phần lãi của anh chị nhà. Chúng ta coi YouTube của Nam phía trước, anh chị hình dung như thế. Thì cái mức mà hôm trước Nam đã hướng dẫn rất kỹ anh chị nhà đầu tư là cái điểm mua của nó break qua vùng nào, khối lượng bao nhiêu là những cái điểm mua của cổ phiếu như thế này. Thì cái nhịp mà nó đánh ngày mai nó có một tin tốt cái mặt là thuế của nó thì thông thường là nó sẽ có một hiệu ứng ok. Ở thời điểm hiện tại dòng thép chúng ta chỉ nên chú ý HBG và yếu tố cung cầu, nó đang cực kỳ đẹp, nó phù hợp cho một cái nhịp đánh lên giá 52-53. Nhưng mà cái nhịp tăng giá phía sau thì tùy phần lãi của anh chị nhà đầu tư thôi, mình đâu biết nó tăng tới bao giờ đâu. Mình chỉ biết là có hướng dẫn anh chị điểm mua nó vượt đỉnh thôi, còn yếu tố vượt đỉnh của nó thì để cho anh chị nhà đầu tư tham gia trong giai đoạn phía sau. Hoa Sen, trong cái nhịp Hòa Phát tăng giá nhưng Hoa Sen và có nhịp điều chỉnh, cho thấy những cổ phiếu này bắt đầu nó hết câu chuyện rồi. Anh chị hình dung như thế, chứ không phải là tổ chức không đánh đâu. Thứ nhất là tổ chức người ta thấy là cái mức giá này nè, một á là nó thị trường mà cực kỳ đi xa thì nó mới đánh thêm một nhịp nữa. Hai á là nó sẽ tích lũy đây nè, kiểm tra là cái lượng cung của nó đủ lớn. Nếu mà cái lượng cung đó nó kiểm tra xong rồi nhưng mà thị trường của chúng ta không phù hợp, nó sẽ gãy ngay.
Nhưng mà thị trường của chúng ta mà có một cái biên độ hoặc là một cái mức target xa, tức là tổ chức bây giờ người ta sẽ đi nghiên cứu về thị trường và dựa vào thị trường là đánh những mạng như thế này. Thì anh chị hình dung là cái cách mà tổ chức người ta vận động là tốt nhất là cứ đi ngang chờ đợi đi đã, chưa nên làm gì, tức là án binh bất động chờ đợi thị trường chung. Có một cái tiếng nói đủ lớn thì những cổ phiếu như thế này ở thời điểm hiện tại không phù hợp cho anh chị tham gia, nó chỉ phù hợp cho anh chị ngồi xem mà nắm giữ thôi. Hòa Phát mới là cổ phiếu dòng thép anh chị hướng tới. Nam Kim, đây là một phiên tích cung của cổ phiếu này, chỉ ít con này là có một cái câu chuyện khác. Thì thông thường là ngày mai hai con này là sẽ kéo con Hoa Sen, đa phần là chị chạy theo thôi. Thông thường những người nào người ta thấy con Nam Kim này chạy nè, Hòa Phát chạy nè, thì thông thường ngày mai người ta sẽ mua vào đánh con Hoa Sen. Nên là con nó được tăng giá cho bản chất tổ chức nó sẽ không vào tiền con hai con kia, con Hoa Sen đâu, nó sẽ đánh con này và con Hòa Phát, bởi vì Hoa Sen là con chạy trước rồi. Thì các yếu tố chạy trước của Hoa Sen thì lên cái mức này thì nó, anh chị đừng có so đo giữa nó và Nam Kim hoặc là giữa nó và con Hòa Phát, mà anh chị cần phải đo vào cái mức là cái cách mà tổ chức vận động. Thì tổ chức của Hoa Sen ở thời điểm hiện tại năm đánh giá nó chỉ ở trong trạng thái là nó tích lũy đó, tích lũy là chính. Còn thông thường nếu nó tăng thì nó sẽ ăn thêm hai con này để tăng, chứ nó không đánh theo các dạng khác nhá. Tiếp theo là gì? VGS là một số cổ phiếu tham khảo nè, vẫn có yếu tố đạp xuống là tích cung này. Thông thường con này có một nhịp chạy nữa, nhưng mà để phù hợp anh chị nắm giữ thôi, anh chị đừng có bán, mình dùng để nó mình làm cái yếu tố tham khảo thôi. Thép tiến lên nè, bước nè, tích lũy lại nè. Thì dòng thép hiện tại thì Nam đánh giá là chỉ có Hòa Phát là ok cho anh chị nắm giữ, các điểm mua mới gần như không phù hợp nhé. Tiếp theo là dòng chứng khoán chúng ta để ý giúp em là gì ạ? BCI nè, vẫn trong trạng thái tích lũy, thì hôm nay bắt đầu ra thị phần môi giới rồi, thì anh chị có thể thấy là nó đã phản ánh vào các quá trình mà cổ phiếu này bứt tốc nè. Thì thông thường các quá trình vận động của cổ phiếu mà dòng chứng khoán ở thời điểm hiện tại á, thì chúng ta có thể nói là có VND là cái yếu tố FOMO của nó là tương đối cao. Đấy, VND này hôm nay tăng trần nè 10%, thì Nam đánh giá là con này anh chị đánh FOMO vào đầu phiên được. Tức là anh chị mua vào thì hôm nay nó chất trần mua khoảng 5-7 triệu cổ phiếu gì đó. Nói chung là hôm qua mình đã biết nó sẽ tăng trần như thế này bởi vì hiệu ứng đèn nén của nó quá lớn. Thực ra cái đó phân tích tâm lý tí ra mà thông thường mình sẽ không nhận ra bởi vì đôi lúc anh chị chưa đủ kinh nghiệm trên thị trường. Cái thứ hai là yếu tố cổ phiếu nó có một cái mẫu hình lớn này, dòng tiền này, thì không ai mà tung một đống tin tức tốt mà đến đây người ta dừng cả. Thông thường anh chị phải hiểu á, khi cổ phiếu có dòng tiền vào, độ tích lũy tốt mà nó tung tin ra nữa mà nó đánh thì đó mới là cổ phiếu mang yếu tố là ok. Còn có những cổ phiếu nó đã đầy đủ thiên thời địa lợi nhân hòa nhưng nó không đánh, chứng tỏ nó đang có vấn đề, anh chị hình dung như thế. Thì đây là một trong những mà cổ phiếu thì hôm qua dòng chứng khoán nó nói với anh chị đầu tư là VND, anh chị có thể đánh tham gia theo dạng FOMO, tức là đánh theo số đông được. SSI nè, dòng tiền hôm nay vào nè, hấp thụ vẫn chịu một số các kháng cự lớn ở đây, thì đây là một trong những cổ phiếu mang yếu tố là tích lũy nè, rũ bỏ nè, đi lên lại thì Nam đánh giá những cái nhịp đi lên phía sau của SSI sẽ cực mạnh. Thông thường trong giai đoạn này Nam đánh giá là cái quá trình mà đi ngang đủ lâu là rũ xuống cái này, là tạo một cái phiên mà tích cung ở đây nè, sau đó bứt lên nè, bắt đầu tích lũy đi lên lại, thì trong giai đoạn phía sau của SSI Nam đánh giá cực kỳ ok. SHS nè, anh chị thấy hôm nay nó bứt tốc tiếp nè, nhìn chung những con này anh chị có lãi bao nhiêu thì tùy anh chị thôi. Chúng ta sẽ xét cho chúng ta một mức giá là 31.5 gì đó chúng ta chặn lại, còn nó tăng lên bao nhiêu thì tùy mọi người, mình không thể biết được nó tăng tới đâu, nhưng mà chúng ta có thể nói là dòng chứng khoán ở thời điểm hiện tại này nó đang là rất là hưởng lợi. Bởi vì sao? Bởi vì là thị trường nó nghiễn thanh khoản, nghĩa là cho thấy dòng tiền vào đủ lớn, cái lượng margin cho vay đủ cao, cho thấy là công ty chứng khoán sẽ là những cái công ty hưởng lợi nhất ở thời điểm hiện tại. Rất tiếc cho anh chị nhà đầu tư là không có VPS trên sàn, nếu có em sẽ hướng dẫn anh chị nhà đầu tư mua từ năm trước. Mình là ở trong mình biết là cái mức độ kinh doanh của VPS cũng như là thị phần, cũng như là cái cách mà công ty và cái thị phần mà mình có thể đoán định trước thì có thể là mình sẽ đầu tư thời điểm trước, nhưng mà rất tiếc là VPS không lên sàn, thì bây giờ VPS đang là độc chiếm ngôi vương, tức là mình sẽ ở trong trạng thái là ngôi vương của rất là nhiều cái thứ nhất là vào mặt thị phần hold nè, HNX nè, Upcom, phái sinh là nói chung là đủ thứ các thị phần giao dịch. Ở thời điểm hiện tại thì sắp tới là sẽ công bố thêm một số thị phần, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì HOSE là bắt đầu là mình sẽ bắt đầu là VPS nó đã xoán ngôi SSI rồi, bắt đầu là sau 7 năm thống trị thì SSI bắt đầu là có yếu tố tạo đỉnh, nhường sân cho VPS là một công ty bắt đầu là đang trong tiềm năng tăng trưởng. Thì rất tiếc là VPS không lên sàn nên là không hướng dẫn anh chị đầu tư được. Anh chị lưu ý thì nói chung là dòng chứng khoán Nam nói chung là nó đang hưởng lợi rất lớn ha. Đặc biệt anh chị chú ý giúp Nam là con MBS này là những mã cổ phiếu mà Nam đã hướng dẫn cho anh chị nhiều từ mùa những video trước, và những khách hàng của Nam tham gia ở vùng giá 24 này thì anh chị lưu ý là khi mà con này nè, cái con MBB này nè, nó còn đánh và khối lượng nó còn lớn thì những cái con MBS này nè, chắc chắn cái game của nó đang có quỹ nào đó người ta đang chơi. Tức là người ta chơi thông qua là công ty MBS thì cái lượng mà doanh thu lợi nhuận của nó cũng sẽ đang rất là tốt. Ngược lại một cái mẫu hình VSA tạo đáy của nó ở phía dưới này nè, bước lên nè, rụ xuống nó tích lại và tạo mẫu hình cúc có tay ở đây nè, thì đa phần những mã như thế này nó sẽ chạy rất dài. Cái biên lợi nhuận của nó đâu đó khoảng 20% thì Nam đánh giá sẽ ok 20%, rồi sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. Thì những mã cổ phiếu như thế này nè, hôm nay so với một số mã cổ phiếu dòng chứng khoán thì con này hôm nay tăng 2,8% là đạt chứ, mạnh chứ đúng không? Ví dụ như là chúng ta nhìn về
HCM này nó chỉ tăng 1,8 nhưng mà con MBX nó tăng 2,8, chứng tỏ nó đang mạnh hơn những con còn lại. VCI hôm nay bản chất hôm nay cũng chỉ tăng 0,8 thôi, nhưng mà MBX là tăng thì chứng tỏ những con này là những con có vấn đề, dòng tiền vào lớn này. Yếu tố bứt lên này thì khả năng nó sẽ bứt phá liên tục trong thời gian tới. Anh chị lưu ý cái cách ha. Ở đây có một số cái cổ phiếu nó vận động tương đối giống nhau, anh chị chú ý giúp Nam là dòng ngân hàng chúng ta có gì EIB nè. Con này có một số cái vận động nó rất giống với con vậy, rất giống với con BIDV. Thì nếu mà chúng ta nhìn VIX để chúng ta đánh Vietcombank thì con này không khác gì BIDV. Nhìn EIB đánh BIDV. Con BIDV đang giống cây này nè. Thì đây là BIDV này. Đây là BIDV thời điểm của EIB nè. Đây là các cổ phiếu kênh giữa rủ xuống tích lũy lại dòng tiền vào thì các nhịp đánh phía sau. Thì hôm nay con EIB là tăng trần tương đối kinh khủng. Thì đồng thời là kéo thì nó sẽ kéo những cổ phiếu như thế này. Những cổ phiếu mà yếu tố lãng quên của nó đủ lâu và anh chị chỉ đang mãi mê vào Techcombank, STB, BTB, rồi là một số mã cổ phiếu như Vietcombank. Nói chung anh chị đang lãng quên vào những mã cổ phiếu như là BIDV thì thông thường đó là mới là những cổ phiếu chúng ta làm nên câu chuyện. Nên anh chị cứ tiếp tục gồng lại những mã cổ phiếu như thế này ha. Tiếp theo anh chị nhìn giúp Nam vào dòng dầu khí chúng ta có gì ạ? Chúng ta có BVD này. Anh chị thấy nó đã có những cổ phiếu, thực ra con này đủ mạnh, nó không đủ đâu bởi vì khối lượng nó đẹp, không đến từ việc tổ chức bán ra, nhưng mà nó không sẵn sàng đánh lên thì chúng ta làm gì, canh bán thôi. Nhìn chung là trả hàng đảo qua những con khác. Không, những nhà đầu tư mà chúng ta tham gia với Nam á, anh chị tham gia với Nam ở thời điểm hiện tại, anh chị dùng như thế này, khi chúng ta bán xong á, chúng ta đảo qua mạng khác, chúng ta đã lãi rồi, không chờ đợi, bởi vì Nam đã nhìn nhận nó rất kỹ về mặt tích lũy đạt và khối lượng rồi, nhưng nó không kéo là mình đã bắt đầu đắn đo rồi. Sau đó mình thấy giá dầu hồi phục mạnh, nó cũng không tăng, nó chỉ tăng rất là theo dạng là thông thường những mã đầu cơ như thế mà cái khối lượng mà nó lớn như vậy á, là mình sẽ biết nó tăng trần liền, nhưng mà nó không tăng được, cho thấy là nó chưa sẵn sàng đánh vào yếu tố đeo bám của nó quá lớn. Giờ đến cái yếu tố rổ bỏ của nó lớn như thế này thì chắc chắn con này sẽ là siêu sóng cho giai đoạn sau, nhưng mà ở thời điểm hiện tại chưa có. Nên chị lưu ý là hiện tại có rất nhiều anh chị nhà đầu tư đã bắt đầu chán nản đối với những cổ phiếu, hoặc là anh chị mà bắt đầu là tham gia là chúng ta sẽ canh vào những mã cổ phiếu chưa tăng, hoặc là anh chị bắt đầu lấy về một số cái dạng theo dòng á, mà anh chị tưởng tượng trong ngày xưa, hoặc là chúng ta sẽ lấy theo dạng lịch sử của ngày xưa, ví dụ như là banh chạy rồi tới chứng khoán rồi tới dầu khí rồi tới thép rồi tới bất động sản, nói chung là anh chị lấy quá khứ ra anh chị hình dung. Nhưng mà anh chị lưu ý là những cái đó nó ứng nghiệm ở một thời điểm nào đó chứ nó không phải lúc nào cũng ứng nghiệm. Cái chúng ta cần làm là phải đi soi xét dòng nó rất là kỹ, giống như là bên em ở thời điểm hiện tại chỉ đánh tập trung vào chứng khoán và banh thôi. Đánh xong gì đó chứng khoán, banh và trụ, đánh xong gì đó chúng ta sẽ canh đánh vào những mã cổ phiếu khác. Thì thông thường những mã cổ phiếu này bên em cắt lỗ đi, tham gia vào những mã cổ phiếu khác là nó lợi, nó lãi thôi anh chị. Đó là một trong những cái thực tế, rất thực tế ở thời điểm hiện tại. BVS cũng như thế, cái yếu tố tích lũy của nó, cung cầu của nó đạt này, nhưng mà cái yếu tố mà những con này nó đủ điều kiện mà không đánh thì thôi, dòng tiền thị trường tốt mà nó không đánh thì những giai đoạn này anh chị nào chúng ta ôm dòng B thì nó hơi giống như là chúng ta sẽ rất là khó chịu. Thực ra là khi anh chị khó chịu thì đám đông là phù hợp, bởi vì đó là cái nhịp mà thị trường của chúng ta cần phải rũ bỏ nhiều từ cá nhân ra, giống như Nam, bên Nam còn vậy. Thời điểm trước mình bán ra trong giai đoạn này nè, nó rơi xuống là mình bán ra, mình thấy nó đủ điều kiện ở đây là test cung ở đây lên mà những cái phiên sau nó không chạy rồi mình bán, mình lao vào MBB, bây giờ mình là lãi 10% rồi, lấy lại hết tất cả, không nhất thiết là mình phải cố chạy. Thì những cổ phiếu này thông thường là chưa xác nhận cái điểm mua, bởi vì anh chị tưởng tượng là cung cầu của nó ở đây nè, tích lũy đỉnh là nó là đạt rồi, nhưng mà nó không đánh, không đánh thôi, coi như là chờ đợi khi nào nó xác nhận vào dòng tiền mình sẽ canh đánh vào những phía sau, cần lắm sẽ xác nhận của nhà đầu tư tổ chức à, mà chúng ta không biết bao giờ, mà cá mà chúng ta không biết bao giờ thì nó sẽ ở trong trạng thái thời gian, và khi nó đã là thời gian thì chúng ta sẽ bị trộn vốn. BLX nè, tương tự, nói chung là mình ăn không được thì mình nhả ra, đánh với những mã cổ phiếu khác, soi lại những mã cổ phiếu khác. Khi chúng ta sai hoặc là chúng ta đầu tư nó không thành công, chúng ta ngồi chúng ta nhìn lại và chúng ta quay lại chúng ta sửa những mã cổ phiếu khác là chúng ta sẽ ok. Thì những mã cổ phiếu này như bên Nam bán ra, tham gia vào những mã cổ phiếu khác rồi. Anh chị lưu ý là hôm nay nó có một phiên mà tạo cây này ba như thế này là hơi xấu nha, hơi xấu, khối lượng của nó cũng lớn, chúng ta sẽ tích lũy lại giá 5-6 này một thời gian đó. Gas này, quá trình tích lũy của con này cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà tổ chức người ta không đánh, tức là dòng tiền của dòng dầu khí nó không vào, tức là nó đang chờ đợi trong giai đoạn sau, tức là nó muốn là một ngôi sao ở trong một giai đoạn nào đó, hoặc là nó chờ đợi dòng tiền chứ nó không đánh trong giai đoạn này. BSR này, hôm nay là tăng, hôm nay có một lần tiền đánh vào giá 18-18.3 luôn, hôm nay có lúc lên tới giá 18.3 nè mà đóng cửa giá 18 như thế là không ok nha. Tức là cổ phiếu này nó đang bị một cái cản nào đó tương đối lớn, và nó mang yếu tố gì, nó mang yếu tố là up lên anh chị canh bán chút lại, hoặc là anh chị chờ cũng được, bởi vì nó không có yếu tố xấu, nó không có yếu tố xấu, nhưng mà có thể là dòng dầu khí nó không ủng hộ, nên đâm ra là còn những cổ phiếu như thế này nó không thể bứt phá một mình được, anh chị hình dung như thế nhá. Tiếp theo là gì ạ? Đất xanh nè, cái trạng thái tích lũy đây của cổ phiếu nè, cung của nó là ok lắm rồi, cực kỳ ok luôn, nhưng mà sợ nhất á là biết nó giống là nó giống BNG này nè, nó giống BNG trong giai đoạn này nè, tích lũy hoài luôn, tức là ở đây cái lượng cung của cổ phiếu gần như là người ta đang giữ giá
chứ người ta không đang không có nhu cầu đánh lên. Cái yếu tố lượng cung nè cực kỳ cạn kiệt rồi, không có hàng nữa, nhưng người ta không đánh. Người ta đang có gồm cả thiên thời địa lợi nhân hòa luôn, tin tức có, lợi nhuận có, IPO có, game to có, mà không đánh. Thế thì mình sẽ chờ đợi trong giai đoạn phía sau. Thời điểm anh bán ra con này đảo qua con khác L ok rồi, đảo qua một số mã cổ phiếu như Vinhome rồi BIDV rồi MB rồi là ok rồi, mình đảo sang banh là mình đã thời điểm hiện tại ok rồi, mình sẽ canh. Ví dụ như chắc chắn những cổ phiếu này trong giai đoạn sau là siêu sóng, nhưng mà bây giờ nó chưa phù hợp, tức là mình sẽ canh phải đảo dòng tiền của những mã cổ phiếu khác để tránh sự sốt ruột. Sau đó mình sẽ canh đánh nó khi dòng tiền có sự xác nhận và tổ chức người ta đánh vào một cái game mới. Nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu như con này thực ra bản chất nó không xấu, nhưng mà nó không đánh thì nó sẽ có một số cái lý do. Và cái lý do đó nó đến từ gì? Nó đến từ có thể là một số cái yếu tố, thứ nhất là về việc đeo bám, thứ hai là nhà đầu tư cá nhân không nhả ra, thứ ba là tổ chức người ta chưa gom được thì người ta sẽ gom theo từng ngày, khi nào người ta gom xong thì người ta sẽ đánh lên. Nên anh chị lưu ý là khi nó đã đầy đủ điều kiện nó không đánh thì thôi buộc phải trả hàng cho cổ phiếu ha. Tiếp theo là gì ạ? Long Điền nè, bất động sản nó bước lên nè, test lại thì hôm nay phiên tích cung nè. Thông thường con này nó sẽ tích lũy lại, nói chung là nhìn chung ngày mai nó sẽ có một sự bứt phá nhẹ, nhưng nay đánh giá nó sẽ không bứt qua được cái vùng này nhanh đâu, tức là nó sẽ tích lũy lại đây tạo mẫu hình cốc tay cầm rồi nó mới bứt. Thông thường dòng bất động sản ở thời điểm hiện tại thì nay đánh giá là nó chưa có một cái dòng tiền nào nó đủ lớn. Có rất nhiều anh chị hỏi Nam về cái con KDH này, cho thấy anh chị đang bị kẹp tương đối nhiều. Cái bản chất anh chị kẹp Nam, anh chị biết nó đến từ đâu không? Nó đến từ việc anh chị nghĩ là nó rẻ và điều chỉnh nhiều, anh chị hình dung như thế, nhưng mà anh chị đâu biết là đây là một trong những cổ phiếu ở thời điểm hiện tại nó rơi vào trạng thái bị xu thế giảm. Mà cái yếu tố xu thế giảm như thế này nè, cổ phiếu nó chưa tạo ra mẫu hình và chưa bứt thoát được kênh giảm, thì những cổ phiếu như thế này thông thường á, cầm á, thì mệt, bán thì tiếc, nói chung là khó, anh chị tự quyết định thôi. Bản thân Nam mà rơi vào trạng thái của anh chị mà lỡ kẹp con này chả biết tư vấn làm sao. Bây giờ mình thứ nhất là Nam đánh giá là thứ nhất ở dưới đó là hỗ trợ này, mà các quá trình á mà cổ phiếu rơi xuống đây nè, nó là bật lên rồi bật xuống, nhưng chung là lợi nhuận thì không có, thì Nam nói là một là anh chị cắt thẳng thừng tham gia vào cổ phiếu khác, hai là coi như ôm cố chạy con này đợi thời gian sau đánh lên. Nam đánh giá là KDH có rất nhiều anh chị hỏi Nam con này, chắc là anh chị bị kẹp. Nam Long nè cũng là trong trạng thái tích lũy với dòng tiền không vào, đúng không ạ? Dòng tiền gần như không vào trong giai đoạn này, nó sẽ chờ đợi những dòng cổ phiếu kia đánh xong là và đánh, tức là dòng bất động sản gần như thời điểm hiện tại nó không có một cái gì đó gọi là sáng tỏ nè, có gì đó sáng tỏ nè. DRH nè, con này thì ok hơn nè, cái yếu tố dòng tiền của nó vào trong giai đoạn phía trước thì quá trình điều chỉnh xong hồi phục trở lên lại phù hợp thì chúng ta nắm giữ, không nên cho chúng ta mua mới, không nên mua mới ha. Hôm nay có một cổ phiếu bất động sản đó là Đạt Phương thì Nam đánh giá ok thôi, còn số còn lại thì mình không đánh giá ok lắm. Một số mà cổ phiếu khác Nam review cho anh chị nhà đầu tư như sau, ví dụ như có anh chị họ Nam là HBC đi, cổ phiếu này anh chị thấy nó ở trong trạng thái là tích lũy lâu này, rũ xuống tích lũy lại thì cái quá trình tái tích lũy này của nó sẽ tích lũy rất lâu. Cái quá trình tái tích lũy của cổ phiếu thì nó sẽ đến lượng cung của nhà đầu tư ở đây, chúng ta không biết khi nào nó vào, chúng ta chỉ biết khi nào nó đủ đến từ một phiên xác nhận lúc đó chúng ta mới đánh. Bởi vì các quá trình tích lũy kênh trên mà ở trong trạng thái đi lên như thế này nè, chúng ta rất khó không biết khi nào tích lũy xong, thì anh chị lưu ý là những mã cổ phiếu này chúng ta hạn chế bán ra, chúng ta tham gia vào những mã cổ phiếu khác. Thông thường có rất nhiều anh chị nhà đầu tư chúng ta ở trong trạng thái là bắt đầu chán nản những cổ phiếu tích lũy rồi, nhưng mà anh chị lưu ý là đối với Nam ở thời điểm hiện tại thì VN-Index của chúng ta có một cái trạng thái nó rất là dễ xảy ra, đó là việc mà thị trường của chúng ta kéo lên, sau đó là anh chị nhà đầu tư bắt đầu là tham gia vào những cổ phiếu tích lũy không thành công, anh chị bán ra tham gia vào những cổ phiếu trụ, thì lúc đó ngay tại thời điểm đó thị trường những cổ phiếu trụ sẽ tạo đỉnh và tích lũy lại, thì lúc đó những mã cổ phiếu midcap nó sẽ kéo lên trong giai đoạn phía sau, lúc đó chúng ta sẽ ở trong trạng thái là bán bò tàu bằng đường hoặc là đứng núi này trong núi nọ. Vì thế anh chị lưu ý là ở thời điểm hiện tại không nên làm cái gì khác ngoài cái việc là ngồi im, tránh trường hợp tham gia mua bán ra vào không phù hợp thời điểm hiện tại. Bán ra cũng anh chị tương tự đi, nếu anh chị cầm nắm một mã cổ phiếu mà anh chị bán ra thì anh chị mua con nào? Mà anh chị mua vào những con tăng thì không phải là xác suất đu đỉnh là cao. Vì thế thay vì mình chịu nhiệt hoặc là mình chấp nhận đau đớn thì mình cứ chịu nhiệt thêm một chút, biết đâu là thị trường của chúng ta theo kịch bản mà Nam nói kéo lên sau đó tích lũy trở lại, thì những cổ phiếu trụ nó đã kéo lên rồi thì nó tích lũy ở nền trên, lúc đó là những cổ phiếu mid ở phía dưới nó sẽ chạy lên chung với một dòng, lúc đó thị trường nó sẽ đều và xuất hiện những cái nhịp chạy nước rút trong giai đoạn phía sau toàn thị trường thì nó sẽ thành công. Nên anh chị lưu ý là ở thời điểm hiện tại không nên bán đảo hàng. Bán đảo hàng có một số cái bất lợi: một, T+3; hai, dễ đu đỉnh; ba là không biết mua con nào an toàn. Nhớ giúp Nam ha. Ok, thì nhìn chung là video hôm nay của Nam tới đây thôi. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ chia sẻ video của Nam tới rất nhiều anh chị nhà đầu tư khác, cũng như là nhớ
chúng ta đăng ký kênh để nhận những thông tin hữu ích của Nam, đến tiếp cận tới tất cả các anh chị nhà đầu tư, cũng như là chúng ta chia sẻ cái kênh YouTube của Nam lên cái Facebook của anh chị, hoặc là một số cái diễn đàn để có rất nhiều anh chị nhà đầu tư khác chúng ta tham gia, cũng như là đăng ký kênh và nhận được những cái video mới nhất từ Nam ha. Ok, cảm ơn tất cả các anh chị nhà đầu tư lắng nghe, chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ, một sự bùng nổ của thị trường vào ngày mai. Và hãy nhớ, không có gì an toàn ở thời điểm hiện tại. Khi người khác tham lam, chúng ta hãy sợ hãi. Nếu chúng ta không sợ hãi, hãy ngồi im, đừng tham lam theo họ. Đó là một số cái triết lý thành công ở thời điểm hiện tại ha. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại anh chị vào video tối mai.